100 của Trang Hoàng em ơi. Trang Hoàng 100 lần 1. Khả năng giờ này chúng nó gọi bọn mình đi. Hello các chị. Phao dài em có chị ơi. Nó có hai loại chị ạ. Phao dài sale có cả hàng Việt Nam với cả hàng công ty nhá. Hello em hỏi nhân viên chốt hàng cho chị với em nhé, chị Trịnh Viên á. Trinh Viên. Trinh Viên đang nhắn tin. Trinh Viên đang nhắn tin đi chị ơi. Cho em số điện thoại luôn. Đây Huyền ơi. 0353 732300. 0353. Ừ 0353 732300. Rồi. Huyền ơi cầm máy của chị này. Cầm máy của chị test tin này. Đưa máy của em đi test tin này. Hello mọi người. Ra 731 em còn vẫn đang chốt đơn chị ạ, vẫn đang chốt nhá. Hôm nay nhà em sẽ là các bạn như đã tăng thêm làm thêm ca tối các chị ơi, vẫn đang gọi chốt đơn đi ạ. Vẫn đang gọi chốt đơn các tình yêu nha. Phao dài em có, phao dài em có. Các chị xem có rõ không ạ? Xem Paka. Sóc Nhung em còn, Sóc Nhung còn. Bên này nhìn hơi tối nhưng mà bên này em sẽ live len, còn ít len em xả nốt các chị yêu nhé. Còn ít len xả nốt luôn. À, cái Paka này hôm nay sẽ tặng tổng củ xả luôn nhá. Tổng xả bây giờ còn bao nhiêu chiếc em sẽ sell hết gọn gàng luôn các chị này. Đấy, bây giờ ngày mai các chị chọn cho em được màu các chị nhá. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ, không chọn kiểu của áo Paka. Ngày hôm nay xin phép là em vừa bán vừa tặng luôn ạ các bác. Cho em xin một lượt chia sẻ với. Chị là Bá Tuyết ạ, nhìn được bộ nhung có chất đẹp với cảm ơn chị luôn ạ. Vẫn gói chốt đơn bình thường mà chị Toán Hùng ơi. Gì? Hôm nay nhìn được Paka dày đẹp cảm ơn nhiều. À thế ạ. Đây các chị này, bây giờ nhá. Chị em đã xin nhận được áo nào gió đang xấu đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hoa Ban ạ. Hello chị Nguyễn Hương ạ, hôm nay nhận Paka rồi ưng lắm. Thế luôn, nếu mà hôm nay em xả Paka các chị đừng gọi là mắng em nhá các chị nhá. Tại vì bây giờ em chỉ còn mỗi thứ một tí. Thế chứ ạ, em sẽ tổng hợp tất cả các mẫu Paka nhà em lại đây ạ. Đây, nó sẽ có rất là nhiều mẫu luôn, các bác nhìn cho em hàng này. Các chị comment của em là gì nhỉ? Các chị comment của em gì? Xả Paka kèm số điện thoại ạ. Ok chị ạ, xả Paka kèm số điện thoại cho em. Để chị ạ, dành cho chị yêu là chia sẻ livestream nhá các chị nhá. Ngày mai các chị chọn màu ạ. Để chị ạ, các chị bị chọn màu ạ, chọn size vừa cho em. Còn không chọn kiểu ạ, nó sẽ có là các màu, à các kiểu khác nhau. Và em đang cầm cái đây của nó sẽ là, màu này của nó là màu be các chị này. Màu này màu be cho em nhá, màu be này. Màu đen này, thấy chưa ạ? Màu xanh và màu nâu. Bốn màu như này ạ. Be đen xanh nâu ạ. Các chị chọn cho em màu ạ. Các chị chọn cho em màu ạ. Chọn cho em được size vừa, không chọn kiểu ạ. Ngày hôm nay ạ, chị nào chia sẻ livestream mình chốt đơn. Đây chị này. Em xả đồng giá luôn các chị yêu nhá. Em xả đồng giá luôn ạ. Nó đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đấy, nó đẹp tuyệt vời luôn ạ. Chị ơi đưa cho em một con để em mặc phát lên nào. Cái này size hơi to.
có cả chất kaki nha các chị yêu nhá, có cả chất kaki, có cả chất phao. Được chưa ạ? Ngày mai ạ, chị yêu nó nhanh tay mình có đơn và chậm tay mình không còn. Em còn tầm khoảng là vài chục cái thôi. Em còn tầm vài chục cái thôi. Toàn bộ của nó là hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Toàn bộ sẽ ra hàng Quảng Châu luôn ạ. Chuẩn hàng cho em là xả Paka cộng số điện thoại ạ. Alo số luôn các chị yêu nhá. Alo số luôn ạ, dành cho tầm khoảng là 30 chị nhanh nhất cho em. Đấy, em hứa luôn ạ, chốt cho 30 chị nhanh nhất. Mình có hàng ạ. Ôi này các chị này, em bảo rồi ạ, càng lạnh em càng xả mạnh luôn. Đấy chị ạ, càng lạnh lại càng xả mạnh luôn ạ. B47 hôm trước chốt không gọi chị Thanh Tâm cho em xin lại số điện thoại với ạ. Em tặng các chị này, nghe nghe giá cho em nhá. Con đi vào trong kia cho mẹ đón hàng nhé. Chị Hoa ra bảo bà nội đón ngoài của em với. Bác bế về bà nội này. Bế về, bố bế gái về. Bao tiền được? Mai em cưới chị ấy. Bác bế không được? Thôi, cho 299.000 đồng luôn đi. Đấy chứ ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 299 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Đấy, ngày mai các chị, nói chung là không chọn kiểu các chị cũng nhá, chỉ chọn được cho em cái màu thôi ạ. Chỉ chọn được màu cho em thôi các chị yêu này. Đây màu đen. Đấy, màu đen nó có thể là đen kiểu như này các chị này, có thể là đen kiểu như này này. Đấy, có thể là đen kiểu như thế này cho em ạ. Nó sẽ có rất rất là nhiều kiểu khác nhau các chị yêu nhá. Có rất là nhiều kiểu khác nhau luôn ạ. Toàn bộ bên trong lót lông cho em ạ. Các chị comment là xả Paka kèm số điện thoại cho em ạ. Em đồng giá hết các chị yêu tất cả những cái mẫu này hôm nay ạ, 299.000 đồng ạ. Từ khoảng là 46 47 cân đến tầm 65 cân đổ về ạ. 46 47 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị comment là xả Paka và kèm số điện thoại cho em. Em bảo rồi, không đẹp không lấy tiền. Đấy, chị nào đã nhận được nhà em rồi ạ, các chị biết chất lượng rồi nhá. Nhưng mà ngày hôm nay em xả Aloso luôn. Đấy, có nghĩa là các chị cứ chọn cho em cái màu với lại cái size vừa thôi. Ví dụ như màu xanh này, size M này, hoặc là màu đen size L này, thì các bạn sẽ nhặt ngẫu nhiên nhá, nhặt ngẫu nhiên kiểu ấy. Đấy, rẻ thì em ơi thôi, bây giờ có bao nhiêu em xả nốt chị ơi. Bây giờ có bao nhiêu em xả nốt ạ. Chị nào được mình hoan hỉ ạ, chị nào không được thì mình thông cảm giúp em với. Chị nào không được mình thông cảm giúp em với ạ. 299.000 đồng một áo ạ. Ok chưa ạ? Màu xanh bên ngoài các chị này. Màu xanh bên ngoài là xanh đậm nhá các chị yêu nhá. Xanh bên ngoài là xanh đậm cho em ạ. 299.000 đồng một áo ạ. Chuẩn mã hàng cho em là xả Paka kèm số điện thoại. Đấy. Bây giờ là đếm tổng hợp hết là nó còn tầm khoảng là đến 30 cái không chị? Chắc là còn tầm 30 cái thôi. Chắc là còn tầm 30 cái các chị yêu nhá. Xả Paka cho em ạ. Ngày mai các chị cứ chọn cho em được size vừa. Đấy chứ ạ? Cứ chọn cho em size vừa các chị ơi. Toàn bộ nó là hàng Quảng Châu. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó là hàng Quảng Châu, chứ em không bán hàng Paka, hàng xưởng, hàng rẻ đâu các chị yêu nhá. Bác nào đã mua các bác biết rồi, các chị nhìn hàng cho em này. Chất lượng quá thể luôn các chị ơi ạ. Và lưu ý cho em nhá, những cái đơn hàng sale này, các chị lấy đơn kèm đơn. Đấy chứ ạ, các chị lấy kèm đơn ạ. Và chuyển khoản cọc em mới đi đơn, các chị yêu nhá. Tại vì hàng em đã xả lỗ rồi, một con nào Paka nó rất là nặng. Con nào Paka nó rất là nặng luôn. Ok chị ạ, xả Paka, cách số điện thoại cho em ạ, 299.000 đồng ạ. Đẹp nhờ, em cảm ơn chị luôn. Đấy, thứ 299.000 đồng áo các chị này. Cả ở trên kia em cũng cho đi luôn nhá. Để cho đi luôn cùng. Đây các chị này, chất này chất kaki này, nó nặng lắm các chị ơi. Nó dày, nó ấm cực kỳ luôn ấy, 299. Ok chưa ạ, này các chị yêu nhìn hàng cho em này. Sổ đã tay luôn ạ, 299.000 đồng một áo ạ. Lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo chị ơi, ra đây tìm len cho em đi, xong rồi xa thế. Rồi ở trong góc kia em bán len luôn nhá, em bán len luôn, tại vì bên này hôm nay em like nó hơi bị tối một chút, nhưng mà bên này like len cho nó dễ, nó có nhiều mã len lẻ ở bên này luôn rồi ạ. Các chị nhá, ngày mai ạ chị yêu được chia sẻ live stream mình chốt đơn nhá. Nhớ cho em ạ, có tài khoản mà chia sẻ live mình chốt đơn nào, không chia sẻ live stream là ẩn comment, nó không chịu trách nhiệm. Em dành cho 30 suất comment ạ, nhanh nhất và có lượt chia sẻ cho em ạ. Chị Thanh Hường à, Thanh Hường chưa có lượt chia sẻ thì em không nhìn thấy, tại vì nó đều có hiện logo hết. Được chưa? Đều có hiện logo chữ người chia sẻ. Không chia sẻ bên em biết luôn ấy. Có len áo len không em? Có chị Lê Ngọc đây, áo len em mặc đây, áo len nhung nhá. Hình như mẫu này chỉ còn màu hồng thôi sao chị? Còn mỗi màu đấy. Còn chữ nào không nhỉ? Có cái chữ như này này. Không còn. Đây. Hai chị này len nhung này, em xả giải béo luôn. Áo em mặc có bán rồi chị. Em nhá, em còn nguyên màu hồng ạ. Được chưa? Em còn nguyên màu hồng ạ. Các chị len cho em là gì? Mã gì ạ? Chị A Paka size nhỏ nhất là size M. Size nhỏ nhất của Paka là size M. Đấy, các chị nhìn cho em này. Em còn đúng ạ, tầm khoảng 5-6 cái. Mã hàng cho em là áo len nhung các chị nhá. Từ từ em lên mã đã. Lên mã gì được? Chị ơi, chia sẻ live stream cho em với ạ. Chia sẻ live stream, em không nhìn thấy. Đấy các chị nhá, nhớ ạ, cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Nhiều comment ẩn quá.
Chị ơi có thể trời chỗ chị không rét nhưng mà chỗ khác rất là lạnh đấy chị Hạnh Nguyễn ạ, chị Hạnh Nguyễn ạ. Đấy, em bán cho thực chị nào thực sự là cần. Các chị nhá, tại vì giá này em xả lỗ đấy. Giá em xả lỗ chốt cho chị nào thực sự cần luôn. Còn có thể là chỗ chị không lạnh nhưng mà chỗ khác rất là lạnh luôn. Ví dụ ở vùng cao bây giờ đang rất là lạnh. Đấy. Ở chỗ em thì hiện tại đang làm mười mấy độ. Các chị ạ, ở chỗ em hiện tại đang mười mấy, đây là em đang ở trong nhà ấy. Đấy, chứ còn ngoài trời hiện tại bây giờ đang mười mấy độ đấy ạ. Còn ở vùng cao thì em không biết. Ở vùng cao em không biết. Ví dụ ở Sapa, Lào Cai các kiểu đấy em không biết được thời tiết hiện tại bây giờ đang bao nhiêu độ. Nhưng mà em bảo rồi, càng lạnh em càng xả rẻ luôn. Càng lạnh càng xả rẻ. Áo em mặc là mã gì chị ơi? Tôi lên mã M nhá. Rồi ạ. M1 cho em. M1 kèm số điện thoại ạ. Áo len của nó là len nhung. Các chị này. Em bảo rồi ạ, hiện tại thị trường vẫn đang rơi khoảng là 270-280. Vẫn đang rơi khoảng tầm 270-280. Ngày hôm nay ạ, xả luôn các bác luôn ạ. 149.000 một áo. Em còn nguyên màu hồng các chị nhá. Co các chị tầm khoảng là 45-65 cân. 45 cân đến 65 cân cho em một con len nhung như này ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 149.000 đồng. Các chị comment hộ em là gì ạ? M1 kèm số điện thoại ạ. M1 kèm số điện thoại cho em ạ, 149.000 đồng. Các chị nhìn chất len này. Em ơi nó đẹp như này luôn các chị nhá. Xả rẻ hơn giá nhập rồi các chị yêu này. Xả rẻ hơn giá nhập luôn, 149.000 ạ. Len tộc em bán hết rồi chị ơi. Cái này còn mấy cái? 7 cái. 7 cái. Ok chị ạ, M1 cho em với ạ, M1 kèm số điện thoại cho em còn 7 chiếc nhá, nhiều nhá, 7 chiếc nó là len nhung đấy. Len nhung cho nó mềm, các chị nhìn chất len này. Em ơi thực sự luôn ạ, phê rét luôn ạ. Bao nhiêu tiền nhỉ? 149.000 ạ. 149.000 đồng mã hàng M1. Chị nào đã mua áo len thì em các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, M1 và kèm số điện thoại ạ. Chị Hoa Mai, chị Mỹ có, các chị ơi em có 6 chiếc các chị nhá. Em có 6 hay 7 chiếc gì đấy. Có 6 hoặc 7 cái mã hàng M1 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Chia sẻ livestream mình có đơn nhá các chị yêu nhá. Chia sẻ livestream mình có đơn ạ. Chặn tay hết hàng mã này. Tiếp theo một cái mã. Đây. Cái này cũng còn. Ê, này. Tiếp theo mẫu này cho em ạ. Em bảo rồi nó còn lẻ màu lẻ mẫu. Nó còn lẻ màu lẻ mẫu thì em cho gọn gàng hết luôn ấy. Đấy, em xả nốt em nghỉ Tết. Mã này các bác lên cho em là M2 ạ. M2 và kèm số điện thoại các chị này. Len nhung các chị yêu nhá, len nhung cho em ạ. Chất nó cực kỳ xuống, nó mềm, nó mướt tay cực kỳ luôn ấy. Mã hàng chuẩn cho em là M2 ạ. Để chạm M2 kèm số điện thoại cho em len nhung các chị này. Đẹp lắm luôn các chị tranh thủ nhá, tại vì giá này thời điểm này là rẻ nhất, nhẹ rất luôn để em xả em nghỉ Tết. Rồi ôi chị Trinh Viên ơi, tại vì nó bây giờ nó các chị làm. À, em tổng hợp tất cả các mẫu lại ấy, thì em mới xả rẻ như thế. Với lại cái giá mà 300.000 là em xả lỗ chị ạ. Em xả lỗ luôn ấy. Hôm trước các chị vẫn đang mua là 389.000 đồng, em được lại các chị 20.000. Bây giờ em xả các chị mức giá này là em xả lỗ. Tại vì là em còn tầm mấy chục cái mà. Tổng hợp tất cả các mẫu nọ mẫu kia vào ấy là em alo show luôn. Tất cả các mẫu em đã bán qua cho các chị rồi. À trời ơi, đoạn hôm nay có bộ màu mới. Các chị soi ác quá này. Rồi ạ. Mã này các chị lên đơn hàng ạ. Ẩn chị Hương Nguyễn ơi, ẩn comment nhưng mà máy vẫn đang lọc đơn bình thường chị nhá. Cứ có số điện thoại trên là có đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là M2 nhá. M2 cho em ạ. Em sale luôn các chị 149.000 một áo. 149.000 đồng, màu xanh xanh em là xanh rêu các chị nhá. Màu xanh rêu cho em ạ. Đỏ đô em còn một cái. Để chạm đỏ đô còn một cái. Hôm nay xả rẻ với em thôi chị ơi. Còn bao nhiêu cái ạ? Xả nốt cho nó nghỉ, cho em nghỉ Tết chị ạ. Xả nốt cho em nghỉ Tết. Các chị nhìn xem màu hồng này các chị này. Màu hồng này, đấy chị ạ. Len nhung M164 cân có vừa chị ơi. Rồi ạ, M2 cho em nhá. M2 màu xanh này, xanh rêu nhá. Tông màu thứ hai của nó sẽ là tông màu hồng ạ. Và tông màu thứ ba là tông màu đỏ. Đỏ là đỏ đô, em còn một chiếc. Áo đá tím đen sâu chị gái ơi. Các chị nhìn cho em màu này. Cứ từ 45 đến 65 cân. Ok chị ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng các chị ơi ạ. Form này của nó cái là dài rộng các chị nhá. Chứ form nhà em không phải là form nhỏ xíu mà các chị tầm khoảng 40 41 cân mặc vừa đâu. Đấy phải tầm 45 cân đổ lên ạ. 45 cân đổ lên đến 65 66 cân đổ với các chị thoải mái mẫu này cho em ạ. M2 và kèm số điện thoại ạ. M2 hồng này, M2 đỏ đô này và tông màu M2 cho em ạ, màu rêu các chị nhá. 149.000 đồng. Em bảo rồi xả rẻ hơn cái áo phông hè. Để cho em tặng các chị rẻ hơn con áo phông hè. Hiện tại giá thị trường vẫn rơi khoảng động là 270-280. Vẫn dao động tầm khoảng 270-280. Của Sông Nhung em không có size S chị ơi. Đánh từ size M đi lên nhá. ML, XL. ML, XL. Áo len thì nó sẽ có một size các chị ơi. Em qua mẫu này. Tiếp theo ạ. Em xem là mẫu nào nó còn ít ít một thì em
tặng nốt cho gọn mẫu này. Đây đây. Coi lên luôn đây. Này có lẽ cái này lấy lên không? Không. Cái này hết à? Ở đây nó chị lo rồi, chị kia kia hết rồi. Này hết á? Cái này hết này. Nó còn hàng này. Nó còn mấy cái này. Đấy. À đây rồi. Rồi, ok. Em qua mẫu nha. Hôm nay xả len hết. Đấy chưa? Xả len hết các bác, rẻ bèo luôn. Tiếp theo mẫu này len cho em là M3. M3 là cũng là len nhung các chị nhắc, len nhung cho em màu xanh than các chị này. Len nhung cho em màu xanh than ạ. À. Mã hàng M3 cho em màu hồng này. M3 màu hồng này và M3 màu đỏ này. Đỏ em có đỏ tươi và đỏ đô các chị nhắc, đỏ tươi, đỏ đô này. Nhưng mà đỏ tươi nó chỉ có đúng một cái thôi. Đỏ tươi em còn sót đúng một chiếc các chị ơi ạ. M3 cộng số điện thoại cho em. Em xin phép mặc các chị yêu xem luôn nhá. Đấy chứ ạ, 149.000 đồng các bác luôn. Đấy chứ ạ, 149.000 đồng ạ. Lên đơn hàng ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại các chị. Nếu mà để chắc chắn hơn các chị đặt cho em mấy mã liên tục đi. Hết mã nọ thì ngày mai mà nhỡ có hết mã này thì mình còn có mã kia. Các chị đặt 1-2 mẫu là ngày mai hết là không có đơn đâu chị ạ. Mã này là M3 cho em. Đấy, M3 cho em, em mặc là màu xanh than các chị nhá, màu xanh than ạ, M3. Màu xanh than này. Đỏ tươi còn một cái nữa chị nhá. Màu hồng cho em ạ. Màu hồng cho em. Đẹp thực sự luôn ạ. Hả? Em ơi thực sự luôn ạ. Đã nói với các chị rồi nhá. Đã nói các bác rồi. Ôi may ạ. Giả tổng hợp luôn các chị như này. M3 cho em ạ. M3 cộng số điện thoại ạ. Để chạm M3 cho em màu hồng các chị này. Ở ngoài kia còn một ít nhá. Ở chỗ góc kìa. Đây đỏ đô, à xanh rêu còn hai cái các chị nhá. Không miễn ship đi trời ơi. Chị Trần Thu thông cảm nhá, tại vì hàng này bình thường giá là 270-280 bây giờ em xả 149.000 đồng ạ. Hàng len nói chung là hàng mổ đông giá cước nó rất là cao luôn các chị thông cảm ạ. Đơn hàng em không miễn phí ship chị nhá. Đơn hàng không miễn ship, đã mua rẻ thì không miễn ship đâu chị ơi. Anh ý giá này là giá lỗ vốn rồi chị ạ. Giá lỗ vốn rồi lấy đâu ra còn miễn phí ship được nữa à chị. Các chị nhập được con áo len nhung đẹp như này lấy đâu ra giá 149.000 đồng là tình yêu. Đây các chị này. M3 cho em màu này của là màu đỏ đô các chị nhá. Màu này của nó là tông màu đỏ đô các chị nhìn hàng ạ, 149.000 đồng một áo. Em bảo rồi ạ. Các chị nhận hàng các chị cứ kiểm tra chất lượng cho em. Len nhung có thực sự như đẹp như em đoan quảng cáo không? Các chị nhá. Hàng này đợt trước nhập vào hơn 200.000 hết, bây giờ em tặng các chị luôn 149.000 đồng, em xả nhanh để nghỉ Tết. Để cho em xả nhanh nghỉ Tết đã còn bao nhiêu gà. Là những cái mẫu này nó lẻ mỗi thứ một tí. Để chạm mỗi thứ một tí các chị chọn luôn màu nhé, không có hết. Chọn luôn màu cho em hết các chị này. Màu xanh rêu cũng còn hai cái các chị này, xanh rêu còn hai cái. 149.000 đồng một áo ạ, lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em các chị này. Len nhà em nó mềm nó mướt như này các chị. Đây, cho các chị xem gần chất lượng luôn. Để chạm cho xem gần màn hình luôn như này ạ, 149.000 đồng ạ. Chuẩn mã hàng cho là M3 kèm số điện thoại cho em ạ. Xanh than này, màu hồng này, đỏ đô với tông màu rêu các chị nhá. Rêu còn hai chiếc ạ. Đấy, em hết nhá các chị này. Mẫu này hết đây. Mẫu này đây này, còn nguyên hồng. Đấy chứ, mẫu này còn nguyên hồng này. Mã này là M4 cho em ạ. Ôi dồi ôi, mẫu này sao lại còn sót lại này, sót dọc này. Hàng này của nó là len lông các chị nha. Len lông cho em ạ, M4 này. Đấy các chị, nói chung là cho các chị tham khảo thoải mái luôn. Len nhung nó sẽ có rất là nhiều loại các chị nhá. Nó có loại form bé tí luôn ấy. Có loại form bé tí luôn. Nó chỉ tầm khoảng là 30-40 cân mặc được thôi. Nhưng form nhà em là form dài rộng, form to. Đấy thì nó sẽ đắt hơn. Đắt hơn này, ngoài trường người ta bán tầm khoảng 270-28, rẻ cũng phải tầm 250. Bây giờ tặng các chị có 149.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 149.000 đồng con áo len nhung như này. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn mặt trong của nó nhá. Đây là mặt sau của nó luôn ạ. Rồi, qua mẫu nào. Đây mã này M4 cho em ạ, len lông. Đấy, M4 cho em ạ, len lông cho em này. Màu hồng này của nó là hồng tím. Đấy chị ạ, màu hồng này của nó là hồng tím ạ. Bao tiền được chị ơi? 165.000 một áo. Em còn 5 chiếc thôi ạ. Em còn đúng 5 chiếc, em tặng luôn các chị ngày hôm nay 165.000 đồng ạ. Lên mã hàng cho em là M4 như chiêu nhá, M4 ạ. M4 và kèm số điện thoại cho em. Đây các bác nhìn này. Đấy chứ ạ, 44-45 cân đến 65 cân.
Đấy, 44, 45 cân hay 65 cân ạ. Quần nhung đợi em tí em lên luôn. Nó sẽ có một ít ít mẫu lẻ thôi ạ. Cái này em đa số là còn hồng tím, tức là còn một cái màu xanh ạ. Còn đúng một cái màu xanh ạ, mắt là M4 ạ. 165.000 một áo. Em bao giá các chị luôn ý. Em bao giá các bác luôn 165.000 đồng ạ. Lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn xem màu xanh của nó này. Mã hàng M4 các chị nhá, M4 ạ. Đấy, M4 màu xanh còn một chiếc này. Cái này là theo cho em. Đó, cái này là hình theo cho em ạ. M4 và kèm số điện thoại ạ. Có len cổ tim không ạ? Đấy, tí em tìm xem có len cổ tim không ạ chị ơi. Đấy, bây giờ nó lẫn lộn còn mỗi thứ một tí. Mỗi thứ một tí. Mã này M4 cho em các tình yêu ơi. M4 cho em này. Đẹp quá này các chị này. Nhìn cho em cái màu sắc của nó luôn nhá. M4 và cộng số điện thoại cho em rồi lấy con đấy cho em. Xịn đét luôn ạ. Cái này em còn một màu. Đấy, đa số bây giờ còn mỗi thứ còn một màu hoặc là số lượng nó còn cực ít thôi các chị ạ. M4 cho em ạ. M4 cho em màu hồng tím, các chị nhìn len lông của nó này. Sờ mướt tay luôn ạ. Em tặng các chị nốt 165.000. 165.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Các chị có mày là M4 cho em màu hồng đấy ạ. M4 cho em màu hồng ạ. Em ơi xả rẻ thực sự luôn ý. Qua mẫu luôn này. Em mỗi mẫu nó còn một tí thôi. Mỗi mẫu có tí ạ. Khoác lông em có chị ơi, tí em lên sau nhá. Tiếp theo mẫu này ạ. Rồi M5 cho em. M5 này, màu hồng này, M5 màu nâu này và M5 cho em màu đen. Các chị nhá. Ok chị ạ, M5 màu hồng, M5 màu nâu và M5 màu đen ạ. Xả con này bao nhiêu tiền được chị ơi? Chiêm Vũ ơi lên số điện thoại chị ơi. Đó, Chiêm Vũ lên số điện thoại ạ. Chị Hạnh Trần, ok. Em không đọc tên tại vì là có mỗi mẫu nó có ít thôi. Chị nào ngày mai hoan hỉ thì mình có đơn. Đấy. Mã này là M5 này. Đẹp quá thể luôn các chị ơi, chất len của nó này. Làm gì đấy đấy? Cái bóng nhỉ? Này. Họa tiết của nó luôn ạ. Đúng rồi chị ơi, bộ kể cả hàng sale lẫn hàng không sale nhà em vẫn là phí ship 30.000. Rồi chị áo gió 56 nhà Loan rồi, áo chất đẹp ưng lắm luôn, cảm ơn chị gái nhá. Cổ tim bây giờ chị phải tìm em ơi, tại vì mỗi mẫu nó lẻ một ít mà không biết là nó lẫn ở chỗ nào luôn ấy. Bây giờ tìm được mã nào em bán luôn mã đấy ạ. Mã này các chị comment là M5 đúng không? Chị ơi M5 này. Thôi ạ, 100 ạ. 60.000 đồng một áo. Để chị ạ, 160.000 đồng một áo. Bán như đùa luôn ý. Màu nâu các chị này, màu hồng cho em ạ. Màu hồng các chị này. Hàng chất lượng các chị ạ, M5 cho em. M5 ạ, nhanh tay giúp em các chị ơi nhá. Mình phải nhanh tay mới có đơn được. Mình phải nhanh tay mới có đơn được. M5 mà cộng số điện thoại ạ, 100 ạ. 60.000 ạ. M5 60, à 160.000 đồng một áo. Ok, chợ màu hồng này, màu nâu và tông màu đen. Đen thì còn một cái rồi ý. Đúng không? Đen còn hai cái này. Còn hai cái, ba cái màu đen. Hai cái màu đen. Còn hai em đen này. Thể thao dài em có, áo gió em có. Mã này M5 cho em nhá. Các chị ơi, 45 đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Các chị nhìn chất len này, phê tít luôn ạ. Mềm nhá, mặc không bị dặm, bị ngứa một tí nào luôn. Nhận mã phao xả hôm nay đẹp, cảm ơn chị Hoàng Thu. Đó các chị này. Chị Nao Hoàng lên số điện thoại chị ơi. Chị Nguyễn Nguyện ok này. Chị Hương Phương ok chốt đơn ạ. Còn quần nỉ nắp em còn. Chị Hà Vũ ơi, sắp ơi chốt đơn cho mình đi. Chị ơi nếu mà đơn hàng mà vừa đang đặt trên line này thì chưa gọi chốt đơn được luôn đâu chị ạ. Ngày mai em sẽ gọi chốt đơn nhá. Đẹp quá ạ. Phạm Thị Tròn cho em xin lại số điện thoại với mã hàng chị ơi. Chị Hoàng Huệ ok chị luôn ạ. Chị áo 250 hàng sale phải cọc tiền em ơi. Đấy, bây giờ em đã sell rồi mà nhiều chị đến nơi mà các chị bom hàng là em chết cả tiền cước luôn ấy. Mà cuối năm đến nơi rồi. Đấy, cuối năm rồi. Các bác nào đặt nguyên hàng xả mà các chị không cọc tiền là xin phép em sẽ không đi đơn được các chị yêu nhá. Em ơi có chân váy không? Em có chị Tùng My ơi. Chị Nguyễn Thanh ok chốt đơn hàng ạ. M5 cách số điện thoại em chốt đơn hàng ạ. 100 ạ. 60.000 một áo. Để chạm 160.000 đồng một áo. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Cho các chị một mẫu này chị sờ con bò luôn đi. Rồi, đã bán là không tiếc nữa. Đấy chạ, đã sale là không tiếc nữa luôn các chị ạ. Hàng đẹp như thế này mà toàn màu xịn sò luôn các chị ơi, toàn màu của mẫu này. Đen này. Này đen này. Em qua mẫu nhá. Em qua mẫu luôn mẫu này đi. Ôi, cái màu này.
thực sự luôn ạ. Bác nào ngày hôm nay nhanh em vẫn còn nguyên tệp như này, được chưa ạ? Mỗi mẫu em còn một tệp như này luôn ạ. Mã hàng cho em cái lên này là len pha lê các chị nhá, lên này là len pha lê rồi, hàng vừa đẹp vừa chất, em cảm ơn chị luôn các chị này. Mã này là các chị có mày là M6 các chị nhá, M6 là len pha lê. Tí em lên phao sau chị ơi, ở bên này em lên len tí, sang bên kia em lên áo đá áo phao sau nhá các chị nhá. Mã hàng lên chuẩn, mã hàng cho em là M6 á, M6 kèm số điện thoại cho em mẫu này. Ok chị ạ, M6 và kèm số điện thoại cho em màu hồng các chị này. Màu hồng cho em ạ. Màu hồng này, màu đỏ gạch này, tông màu đen. Đỏ đô còn một chiếc ạ, M6 cộng số điện thoại ạ. Bao tiền con này chị ơi? Con này bán con này bao tiền được? Mạng kém quá. Mã này M6 cho em, tí em lên chân váy sau chị Mỹ Mỹ nhá. Mã này M6. Được chưa ạ? 160.000 một gái. 160.000 đồng ạ. Được chưa ạ? 160.000 ạ. 40 mấy cân nhỉ? 44-45 cân nhá. Đến tầm khoảng là 65 cân đổ về chốt đơn. Đến tầm 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị nhìn cho em hàng này. Được chưa ạ? M6 các chị cũng như màu hồng này. M6 cho em ạ. Đỏ đô còn hình như còn một cái thôi. Đỏ đô em còn một cái chị ơi nhá. M6 cho em đỏ đô ạ. Len thổ còn chị ơi. Len thổ còn tí lên len thổ sau ạ. M6 cho em màu đỏ đô còn một chiếc các chị này. Màu đen cho em ạ, tông màu đỏ gạch nữa. 160.000 thôi chị ơi. Bán nốt các chị 160. Được chưa ạ? Nốt các bác người là 160.000 đồng các chị lên ạ. Chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại đây cho em đỏ gạch các chị này. Đỏ gạch M6 này, màu hồng mã M6 này. Đấy, và màu đen của mã hàng M6 đỏ đô còn một chiếc thì em xin phép ông em phải dơ màu đi nhá. 160. Rồi hàng loan quá đỉnh em cảm ơn chị ạ. À, áo lông em có chị ơi. Các bác nhìn cho em họa tiết này. Của nó là len này là len pha lê các chị nhá. Len này là len pha lê cho em ạ. M6 cho em màu đen ạ. Các chị nhìn chất len này. Thì chị ạ, phê đét luôn ạ. Sở chất nó sướng nó mềm. Đấy, sở chất nó sướng nó mềm luôn ạ. Bộ tí em lên. M6 của nó là len pha lê chị ạ, len pha lê. Đấy, len pha lê chất nó mịn lắm chị ơi. Các chị nhìn chất len cho em này, nó không quá dày chị yêu nhá. Nó không quá dày và không quá mỏng. Chất của nó vừa vừa thôi chị ạ, chất nó vừa vừa thôi ạ. Chất nó đanh nhá. Các chị em mình mặc ở bên trong nó không bị cộ. Đấy, đỏ đô còn đúng một chiếc, còn đâu là em còn hồng này, đỏ gạch này và tông màu đen. Hồng đỏ gạch đen ạ, mã hàng cho em là M6 á, M6 kèm số điện thoại màu đen thì mặc trên line thì em nhìn em mặc cả quần đen thì nhìn nó hơi tối chị ạ. Em mặc nguyên màu hồng thôi. Thì các chị nhìn biết là cái form của nó màu đen như thế nào rồi. Đây chị ơi. Đấy, M6 cho em các chị nhá. M6 á. Rồi nhận được quần áo, quần và áo len nhà Loan rồi, đẹp cả. Chị ơi, riêng áo len thì em không bán hàng linh tinh đâu. Em toàn bán hàng len chọn thôi. Được chưa ạ? Hàng len gọi là hàng đắt, bây giờ là em xả rẻ thôi ạ. Chứ bây giờ là các chị bảo là ai bán được áo này 160.000 ạ các chị. Đợt trước hàng của nó hàng 280. Hàng 280, bây giờ em xả có 160.000 một áo. Hàng đẹp các chị nhá. Bây giờ em bảo rồi ạ. Riêng nhà em nhập cái áo len ạ, không có cái nào dưới 200 đâu. Bây giờ thanh lý hết các chị ạ. Bây giờ thanh lý hết ở cuối năm rồi ạ. Em bán cho gọn mẫu. Còn để ra riêng lại bán sang hàng hè rồi. Bây giờ còn bao nhiêu áo hàng len mùa đông rồi, hàng phao rồi, là hàng áo ấm em thanh lý hết. Đấy các chị nhanh tay mình chốt đơn hàng ạ. Bây giờ người ta mới bắt đầu nhập về, người ta bán Tết nhưng mà em đã xả hàng rồi. Đấy, các chị nhá, chị Đỗ Ngoan ok chốt đơn hàng ạ. Trương Thị Luyến ok chốt đơn ạ. M6 ạ, cộng số điện thoại ạ. Tắc ca có cả size bé mà chị. Rồi, hàng nhà em Loan nhiều lần mua nhiều rồi. Ok, nhận lần nào cũng hài lòng, em cảm ơn chị gái ạ. Nói chung là khách hàng cứ nhận hàng ạ, kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, rồi qua mẫu chị ơi, còn ít lắm ấy chị ạ. Còn ít lắm, mỗi mẫu còn ít thôi. Nó không còn nhiều tại vì em đã bán qua mẫu rồi, nó lẻ mẫu rồi các chị nhá. Qua mẫu lẻ mẫu rồi ạ, M6 ạ, cộng số điện thoại cho em 160.000 ạ. 160.000 đồng một áo, không nghe nhầm luôn các chị nhá. Đấy, còn bao nhiêu mà em bán gọi là cho nó gọn ghẽ hết. Đấy, còn bao nhiêu cái bán cho gọn mẫu hết luôn ạ. Đây. Cái gì thế này đây? Cái mẫu này có cái size không? Cái gì thế này? Các bác một mẫu len hãng đi. Len hãng các chị nhìn, len hãng này. Ok chưa ạ? Mã này các chị comment cho là M7 ạ. M7 cho em màu vàng bò các chị nhá, màu vàng bò cho em ạ. Em còn một màu ạ. Đúng không? À, có màu đen kìa. Vàng bò với đen. Đây, đỏ gạch em còn sót vài cái. Len của nó là hàng FC các bác nhá, len hàng FC cho em ạ. Mã này các chị comment là M7 ạ. M7 cộng số điện thoại cho em ạ, hàng thị trường. Chị áo đá 87 rồi, đẹp hết ý luôn, em cảm ơn chị nhá. Tí bên kia bàn áo đá sau. Mẫu này bên này em bàn áo len. Bên này em bàn áo len. Các chị nhìn cho em một con len S này. Một con len S cho các chị nhìn qua từ tem mác của nó luôn nhá. Đấy chứ ạ, từ tem mác của nó luôn ạ. Con này các chị thoải mái, các chị tầm khoảng 62-63 cân.
đấy 62-63 cân đổ về ạ. Mẹ ơi, mẹ cho con xin lon nước, còn nước trong tủ không? Mã M7 cho em 199.000 cho các chị nhá. Được chạm 199.000 đồng một áo. Các chị nhìn cho em một con len hãng này, sang dã man luôn. Em đang có màu, màu này em gọi là màu vàng bò các chị này. Đâu con nó có cả màu đen mà chị không ạ? Đây màu đen đây. Màu đen hình như còn 1-2 cái rồi. Đây màu đen cho em ạ. Và tông màu đỏ gạch ạ. 3 màu cho em ạ. 199.000 một áo. Mã hàng kia là M7 và cộng số điện thoại ạ. M7 và cộng số điện thoại cho em một con len S của hàng Mắc Hoa Cúc các chị nhé. Mắc Hoa Cúc là hàng đắt. Được chưa ạ? Thị trường vẫn là các chị tầm khoảng 325.500. Đến cả các chị luôn ạ, 200.000 cái. 200.000 một cái. Các chị nhìn qua cho em biết hàng đẹp hay không nhá. Hôm nay có áo đá không em nhiều lắm chị ơi. Bây giờ em ở bên này em bán cho nó gọn gọn cái mẫu len đã rồi, tí sang bên kia bán áo đá sau. Đây các chị ơi. Các chị nhìn màu của nó này. Đẹp lắm luôn ý, màu này của nó là màu đỏ gạch bên ngoài. Bên ngoài đỏ gạch ạ. Mã hàng cho em là M7 cộng số điện thoại ạ. Áo mã 731 em còn chị ơi. Em còn nhá chị, anh Mai chị cứ lên cho em là áo 731 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị Bình Vũ rồi ok chốt đơn hàng ạ. M7 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. 199.000 đồng một áo. Ok chạy 199.000 đồng ạ. Bao giá các chị luôn. 199 và kèm số điện thoại ạ. Mời lên lông. Đây chạm M7 ạ. Rồi địa chỉ mua sắm chuẩn chất lượng em cảm ơn chị Thanh Thời. Chị Thiên Ngọc ok chị luôn này. Nói chung là chị nào mà mua quen ấy, các chị chỉ nhìn qua cái form giá với lại cái hàng của nó ấy. Nhìn qua cái tem của Mắc Hoa Cúc các chị biết của nó là hàng chất lượng hay không đúng không ạ? Đấy, hàng này trước của nó là rẻ nhất là 300.000 một cái. Bây giờ em sell các chị là 200, rẻ hơn tầm 100.000 một cái rồi các chị nhá. Đấy là so với giá nhà em. Còn ngoại trường các chị phải tầm khoảng là 120-150. Đấy chạy phải tầm khoảng 120-150 một cái. Đấy là so với giá thị trường là nó chênh lệch ấy. Còn dép lông không em còn tầm khoảng 100 đôi nữa chị ạ. Còn tầm 100 đôi dép bông nữa. Chị nào lấy dép bông các chị comment là dép bông mà kèm số điện thoại ạ. Chị Ngát Nguyễn có, chị Kiều Tùy ạ. Bộ Nhung tí em lên sau chị ơi, chị Nguyễn Sư có đơn hàng ạ. Đấy, bây giờ là tầm giờ này các chị làm chuẩn bị săn sale là ok, năm nào cũng thế, cứ tầm giờ này là em xả hết hàng. Em nghỉ Tết hoặc là em chuẩn bị là sang hàng nghề rồi các chị ạ. Đấy, chuẩn bị sang hàng nghề rồi ạ. Đặt áo đá bao không gọi chị Hồng Thắm có nhớ mã hàng không chị ơi? Có nhớ mã hàng không tình yêu? Rồi ạ, M7 cho em nhá. M7 cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000 đồng ạ. 199.000 đồng ạ. Lên ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo. Đây ạ. Con này đẹp hết nước chấm rồi. Để chạm con này thì đẹp gọi là miễn bàn các chị ạ. Đợt trước là mẫu này là em bán đắt hàng nhất luôn, tại vì cổ là gần Noel rồi các chị này. Đấy, mặc cho em con len lông này, cho em mặc cho ấm. Các chị nhá, nhìn len này, nhìn mặt len cho em này. Mã này các chị có mày là M8 á. Dép lông là thôi nhá, bây giờ là em còn tầm khoảng 100 đôi nữa. Ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo ạ, em xin phép là em bán tặng các chị luôn ạ. 90.000 đồng 5 đôi dép bông. Đúng không ạ? Ngày mai lưu ý trên là có đơn hàng kèm theo nhá, 90.000 đồng 5 đôi. Tặng các chị cho nó máu luôn ạ. Chị ơi đưa em ít dép bông đây. 90.000 đồng 5 đôi dép bông đúng không ạ? Em vừa bán vừa tặng luôn. Rồi, dép bông kèm số điện thoại và nhớ là ngày mai chị nào có đơn hàng em tặng kèm đơn nhá các chị nhá. Năm ngoái mình mua 260 là đúng rồi chị ơi. Tức là gần như kiểu cuối vụ thì em bán ra đấy. Nhưng mà bây giờ là em xả các chị có 200.000 một cái đúng không ạ? Đây các chị này. Đây các bác nha. Dép bông này em, nhân viên thì em sẽ nhặt màu ngẫu nhiên đấy. Nhặt màu ngẫu nhiên luôn. Em còn bao nhiêu đôi thì em tổng củ xả hết luôn ạ các chị này. Nó cũng tầm khoảng 100 đôi thôi. Được chưa ạ? Em tặng các chị 90.000 đồng 5 đôi. Sửa giá của em trong ngoài kia với chị ơi. 5 đôi dép bông ạ, 90.000. Nhặt màu ngẫu nhiên các chị nhá. Nhân viên thì em sẽ chọn màu ngẫu nhiên các bác luôn ạ. 90.000 đồng 5 đôi dép bông. Ok chưa ạ? 90.000 đồng 5 đôi. Kèm đơn hàng ạ. Nhiều màu lắm các chị, nó còn phải mấy chục màu cơ. Nó có mấy chục màu cơ ạ. Còn bao nhiêu đôi là em kèm đơn các chị luôn nhá. 90.000 đồng 5 đôi. 90.000 đồng 5 đôi dép. Các chị comment là dép bông kèm số điện thoại ạ. Để chạm dép bông kèm số điện thoại cho em ạ. 90.000 đồng 5 đôi. Cái này là em không lời lãi đâu, em thề luôn ấy. Nếu em bán 90.000 em không có lãi đâu. Cái này là kèm đơn hàng luôn, nó còn tầm 100 đôi thôi các chị ạ. Còn tầm 100 đôi thôi ạ. Em tặng các chị luôn 90.000 đồng 5 đôi dép. Đấy, dép bông đi trong nhà các chị nhá.
À, chị Nga ngồi đơn hàng em thực sự luôn là nó đang quá tải. Cho nên là tối hôm qua phải nghỉ một hôm mà chị. Tối hôm qua phải nghỉ một hôm để cho nhân viên chốt gọn đơn. Và hôm nay em phải tăng ca thêm ấy chị ơi. Tăng ca thêm cả ca tối cho nhân viên vẫn đang làm. Vẫn đang làm gọi để chốt đơn của tối hôm kia. Đó. Áo em mặc là mã gì chị hả chị ơi? M8 ạ. Chuẩn chưa? Áo em mặc là M8. Ngày mai bác nào có đơn hàng các chị lấy luôn dép bông nhá. Tầm khoảng là 100 đôi nữa em tặng các chị 90.000 đồng 5 đôi. Len nhung em còn chị ơi, len nhung còn mỗi thứ một tí. Hai màu đúng không chị ơi? Mẫu này có hai màu đúng không? Rồi. Màu này em gọi của nó là màu gì nhỉ? Đỏ mận này các chị này. Màu đỏ mận này và màu xanh, hai màu cho em nhá, M8 ạ. Em xả luôn các chị 160.000. Của nó là len tuyết, để chạm của nó là len tuyết các chị nhìn cho em hàng này. Chất lượng quá luôn các chị ơi. Được chưa? Em bảo rồi ạ. Thị trường đang bán con này là 350.000. Em xả luôn các chị luôn ạ. 100 ạ. 60.000 đồng một áo. 160.000 đồng ạ. Thoải mái các chị dưới 65 cân đổ về ạ. Thoải mái các chị yêu mình dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Các chị comment cho em là M8 ạ, kèm theo màu số điện thoại nhá. Em còn mỗi màu em còn tầm 3-4 cái thôi. Mỗi màu còn 3-4 cái. Áo dây em mặc là 95.000 chị ơi. Áo dây em mặc bên trong là 95.000 ạ. Đây đỏ mận này. Rồi ngày mai chị nào có đơn hàng các chị cứ bảo cho em cho chị thêm 5 đôi dép bông. Rồi ạ, chị Nguyễn Hạnh ạ, chị Hiền Ngô có đơn hàng ạ, mã này là M8 nhá chị nhá, đỏ mận này. Với lại tông màu xanh. Các chị nhìn chất len cho em nó mềm nó mướt thực sự luôn ý. Để em dồn đơn cái gì em ơi, sóc nhung là em sale đồng giá là 200.000 một quần sóc nhung, được chưa? Đồng giá hết là 200.000 một quần sóc nhung ạ. Các chị ơi ạ, nó nhiều mẫu lắm ý, nó nhiều mẫu ạ. Mã này là các chị ơi M8, tí em lên sóc nhung sau nhá, tí các chị dồn đơn luôn ạ. M8 các chị dưới 65 cân cho em, 44-45 cân đến 65 cân đổ về ạ. 44-45 cân đến 65 cân đổ về chỗ đơn hàng ạ. Mã hàng cho là M8, 160.000. Thực sự luôn nó quá đẹp luôn các chị ạ. Nó mỗi tội là nó còn ít hàng. Nó còn ít hàng 160. Để chạm 160.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Lên tổ tím lên sau. Đấy em tím lên tổ nhá. Rồi qua mẫu này. Mã này lên sẽ là M9. Ôi. Sao lại còn cái màu này nhỉ? Màu đẹp này còn sót này. Mã này là M9 cho em ạ. Các chị nhớ không? Con này là trước em bán 250 các chị nhớ không? 249.000 đồng. Hàng đợt đầu tiên em về đấy, bây giờ em còn sót ra mấy cái. Em xả lúc các chị 150 nhá. Để chạm 150. Ok chưa ạ? 150.000 đồng ạ. Mã này con em là M10 ạ. À M19 đúng không? M19 ạ. Mã này là M9 cho em ạ. M9 kèm số điện thoại cho em ạ. 100 bao tiền chị ơi? 150 một cái, 150.000 một cái. M9 ạ. Màu này em gọi là màu gì? Màu này em gọi là màu hồng nhá các chị nhá. À màu vỏ đỗ đi. Nó không hẳn là màu vỏ đỗ nhưng em cứ gọi theo cái màu này cho dễ phân biệt nhá. 40 cân đến 65 cân ạ. Để chạm 40 cân đến 65 cân ạ. Ui 150 có hớ quá. Mặc lên nó đẹp như thế này không mà. Đấy. Thôi 150 một cái. Xanh các chị này. Xanh này em gọi là màu xanh xanh cốm chị nhá. Màu xanh cốm này. Còn đây là màu xanh dương cho em ạ. M9 đúng không? Màu này em gọi là xanh đậm này. Để chạm màu xanh đậm này. Màu xanh 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 nhạt cho em. Để chạm màu xanh nhạt này. Và tông màu gì ạ? Màu này em gọi là màu hồng đỗ các chị nhé. Màu hồng đỗ này. Đấy, 150.000 một áo. Để chạm M9 cho em 150.000 đồng. Các chị lên ạ, chuẩn hàng và kèm số điện thoại cho em mới ạ. M9 ạ, M9 nhá. Các chị nhanh tay cho em mình có đơn. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Các chị này, dưới 65 cân đổ về chút đơn hàng ạ. M9 mà cộng số điện thoại cho em. Đấy, M9 cộng số điện thoại cho em ạ. 150.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã cho em ạ, qua mẫu đây chị ơi. Hết hàng luôn nhá các chị nhá. Tại vì là mẫu này em sẽ sell nhanh. Đây này, cái này cũng còn ít này. Đây các chị này, kiểu nó cứ lẻ lẻ một ít màu ấy. Em sẽ tổng củ xả luôn ạ, cho nó gọn gàng. Ôi lại mẫu này có màu hồng nữa này. Mẫu này có màu hồng này các chị ơi này. Nhìn hàng cho em này. Mã này là M10 ạ. Để chạm M10 màu hồng này. Hồng của nó sẽ là cả hồng đậm các chị nhá. Hồng đậm cho em chứ không phải hồng phấn đâu ạ. M10 và kèm số điện thoại cho em. Đấy con này xem nó 160 đấy chị này. 160.000 ạ. Chữ A đấy rồi. A này. Không 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 không. Mã này là M9 hay M10 chị? M10 đúng không? M10 và kèm số điện thoại ạ. Ồ
ôi chết rồi. M10 và kèm số điện thoại cho em ạ. 100 bao nhiêu tiền nhỉ? 160 nhá các chị nhá. Xả nó các chị 160 đi. Màu hồng này. Đỏ gạch cho em ạ. Đỏ gạch với màu gì đây? Đỏ tươi còn một chiếc các chị này. Đỏ tươi em còn một cái chị nhá. Được chưa? Đỏ tươi còn một cái này. Màu hồng em còn một cái này. Đỏ gạch cho em ạ. M10 ạ. 160.000 một áo. Được chưa? 160.000 đồng ạ. M10 kèm số điện thoại ạ. Em ơi hôm nay nó rẻ thực sự luôn các chị này, tranh thủ nhá chị nhá, tranh thủ cho em ạ. Toàn chất len nó xịn như này luôn ạ, 160.000. Nhưng em không bán hàng len kiện, hàng len rẻ các chị nhá. Toàn bộ hàng trước gọi là 27, 28. Bây giờ em gọi là bán gọi là cho nó gọn gọn hàng để em nghỉ Tết thôi. Các chị tranh thủ chốt cho em ạ. Tại vì tầm giờ này năm nào cũng thế mà em sale hàng rồi. Để em xả hết em nghỉ rồi các chị ơi. Đấy, chốt giờ hãng em hết rồi chị Hồng ơi. Em bảo rồi hôm trước nó còn có vài cái thôi. Toàn đồ đẹp hơn mấy bữa trước à. Chị ơi giá nó lại rẻ đấy chị ạ. Để chạm M10 đúng không? Hay M19 à? Chị ơi, mỡ này là mỡ bao nhiêu đây? M10 đúng không? M10. Đỏ gạch cho em ạ, màu đen đây. Mỗi màu còn 2-3 chiếc ạ. Mỗi màu còn 2-3 chiếc ạ. Toàn đồ em toàn hàng chị Loan thôi. Cảm ơn chị Đào Vũ nhá. Đây các chị này. Để chạm hàng chất lượng luôn như này. Em thề luôn, nếu mà để mà em bán bình thường em vẫn bán được. Nhưng mà tôi cuối năm rồi các chị ạ. Bây giờ còn bao nhiêu cái là em xả hàng cho nó gọn gàng thôi các chị ạ. Kể cả khách xỉ, khách lẻ các chị đã mua nhà em, các chị biết chất lượng rồi. Đấy, chứ không mỗi tội là nó không còn số lượng nhiều. Mỗi màu còn tí. 160.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đây màu đen các chị này. Màu đen cho em chất len của nó, các chị nhìn chất này. Đấy, chất len các chị nhìn chất cho em ạ. M10 kèm số điện thoại cho em nhé. 100 ạ. 60.000 cái. Để chị ạ, đỏ gạch cho em như này. Đây màu đỏ gạch cho em ạ. Đỏ gạch cho em, màu đỏ gạch trên line nhá. Với lại màu hồng nó sẽ hơi đậm hơn so với trên line một chút. Nói chung là cái màu bên ngoài nó đẹp. Đấy, cái màu bên ngoài nó đẹp ạ. Có áo khoác không ạ? Có chị ơi. Có áo khoác nhá. Áo khoác. À lên các chị mẫu đen thổ nhá. Lên thổ cho em ạ. Đây len thổ đây. Các chị biết không? Đang xỉ ở trên 300.000 các chị này. Len thổ xịn đấy các chị nhá. Len thổ xịn đây. Đấy. Đây là cổ cao chị ơi. Nên lên cổ cao trước nhá. Đây là cổ thấp mà chị. Thế là buộc lẫn cả cổ cao ở thấp vào nhau thế này. Đây là cổ thấp mà. Đây các chị này, nó còn nâu với xanh than. Để chị ạ, đỏ em còn 1-2 chiếc ạ. Đây chị bỏ cái này ra cho em. Đỏ cái này ạ. Đâu, đây không phải. Đây các chị này. Mai len thổ các anh chị nhá. Mã len thổ cho em ạ. Ôi các chị này. Em hứa luôn là các chất len của nó này. Nó quá đẹp luôn ạ. Mã này là các chị comment là M11 ạ. M11 và kèm số điện thoại ạ. Thề luôn ạ, tất cả các chợ đầu mối bây giờ đang giao con này là trên 300. Biết chắc đang giao buôn là trên 300.000. Em tặng các chị luôn ạ. Này, lên thổ cho em ạ, màu nâu này. Màu nâu này, màu đỏ này và màu xanh than. 3 màu cho em nhá. Nâu, đỏ, xanh than của len thổ ạ. 199.000. Chị nào mình nhanh tay mình có đơn ạ. Biết chắc ạ, chị Thu Nguyễn comment lại mã hàng chị ơi. Chị ơi, nhà em có rất là nhiều nhân viên mới chị ạ. Cho nên là nhiều số mới em chưa cập nhật hết chị nhá. Những cái số mà lúc nãy bảo chị vừa bảo là chị vừa gọi đúng không? Chị vừa gọi chốt đơn này, nhà em vừa gọi chốt đơn là hôm nay nhà em làm thêm buổi tối. Mã này là M11 ạ. Chị tên là gì nhỉ? Đúng không? Đừng comment là thổ đỏ. 199.000 đồng mã này, các chị comment là M11 chị ơi, M11 nhá. Màu xanh than ạ, màu nâu và màu đỏ, 3 màu cho em ạ, 65 cân. Áo thổ các chị mặc rộng rộng cho em một tí. Chị Huệ đâu ra đừng comment là thổ đỏ, M11 cho em. Tại vì em rất là nhiều mã áo thổ luôn chị ạ. Rất nhiều mã khác nhau luôn ý. 44 cân mà áo thổ rộng chị nhá. Các chị ơi, đây, mẫu này là cổ cao rồi. Đấy, chết rồi. Đấy, cổ cao đây này. Đứa nào soạn áo thổ có Linh được không? Linh chọn áo thổ này. Ui trời ơi. Đấy, thế này mà nó mà người khác mà soạn nó chửi mất mặt luôn đấy. Đây này. Huyền ơi, ra xem hộ chị cái mẫu này cái. Thế mẫu này có 1-2 chiếc thôi. Chết mất thôi.
Đây này, cái này chỉ có đúng hai màu thôi. Đâu nhờ cái đỏ đây, đỏ đây. Thế thì đỏ có đúng hai chiếc ạ, nâu có 5 cái đấy chị nhá. Đấy chị ạ, đỏ với nâu thôi ạ, xanh than không có. Xanh than là màu mẫu cổ cao. Xanh than là mẫu cổ cao ạ, còn đỏ em còn sót hai chiếc, em xả lúc các chị 199.000. Mã này là chị ơi xanh than bỏ qua đi chị ơi, xanh than hết rồi. Xanh than của nó là cổ cao. Còn cái mẫu này em sẽ lên theo từng cái mã hàng của nó luôn. Đấy, màu đỏ này và màu nâu cho em nhé các chị nhé. Đỏ với nâu ạ, lên chuẩn mã cho em là gì ạ? M11 kèm số điện thoại ạ. Đỏ đô các chị nhá. Màu bên ngoài đỏ đô này và màu nâu đậm cho em ạ. Đấy, còn bằng này trước này, em tặng các chị luôn ạ. 199.000 đồng, gió 56 còn chị ơi. Gió 56 còn ạ. Chị vừa lấy cho em cái cọc kia là nâu nâu để xem có phải mẫu này không. Cái nâu nâu này. Đấy, đây, đây, dưới cùng đấy. Ừ. Rút hết ra trên nào. Cổ cao. Cổ cao gì? Cổ cao do mẫu này thôi. Rồi, M12 nó sẽ là cổ cao đấy. Lên cũng mùa 12 luôn. Đây M12 nó là cổ cao ấy chị nhá. M12 là cổ cao. Rồi, cổ cao, cổ thấp bắn bằng tiền nhau luôn. Các chị nhìn áo tổ nha em này. Chất lượng lắm luôn các chị nhá. Mã này là M12 là cổ lọ ấy nhá chị nhá. M12 là cổ lọ ạ. M12 màu xanh than các chị này. Xanh than này, màu đỏ và tông màu nâu của nó ba màu, như là cổ này là cổ lọ cho em. Mà nói ra là nhẽ ra là cái cổ cao nó đắt hơn này, nhưng mà thôi em lại đồng giá luôn các chị là 199.000 đồng một áo. Đấy chứ ạ, M12 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ, 199 các chị này, 199.000 đồng, nó là cổ cao cho em ạ, cổ lọ như này. Đấy, nghĩa là con này em nhập đắt hơn một tí. Nó mã M12 cho em ạ, em xả luôn các chị, 199.000 đồng ạ. 199.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ, M12 nhé các chị yêu. M12 cho em ạ, đỏ nói chung là mỗi màu em còn 5 cái. Mỗi màu em còn sót 5 cái ạ, mã M12 cho em ạ, chất lượng lắm các chị ạ. Đợt trước hàng này của nó là hàng 38 các chị. Nhập đã trên 300.000 rồi. Đấy chứ ạ, nhập đã tầm khoảng 340-350 rồi các chị nhá. Bây giờ em xả các chị luôn ạ, 199.000 đồng một áo ạ. Chị nào nhanh tay mình có đơn ạ. Quần sóc nhung em mà sale đồng giá là 200.000. Chị Nga Hoàng cho em xin mã hàng chị ơi. Nay nhận được áo len nhà Loan rất đẹp. Rất ưng ý, em cảm ơn chị ạ. Hàng này của nó là hàng toàn bộ hàng 350-38. Bây giờ em tặng các chị có 200.000 một cái. Để cho em tặng các chị có 200.000 đồng một cái, các chị nhìn hàng cho em này, màu đỏ nhé các chị nhá, đỏ với ngà đỏ đô đấy các chị nhá, đỏ với ngà đỏ đô này, màu nâu cho em ạ, M12 màu nâu này, M12 trên màu xanh than và M12 trên mặt tông màu đỏ với cộng số điện thoại ạ, 199.000 đồng một áo, 199.000 đồng một áo ạ, M12 kèm số điện thoại ạ. Xanh than nâu đỏ ba màu cho em ạ, M12 ạ, kèm số điện thoại các chị nhìn mặt len của nó này. Chất len dệt cũng rất là đẹp luôn các chị nhá. M12 ạ, kèm số điện thoại các chị nhé. Con hươu này đẹp nhá các chị nhá. Lên con hươu này luôn. Đây chị ơi, đây chị nào đây. Mã này lên trên là M13. Len tiếp của đó lên lông nữa các chị nhá. Len lông cho em ạ. M13 và kèm số điện thoại này. Mã này là M13 cho em ạ. M13 kèm số điện thoại cho em ạ. Quần sóc nhung bạn đang mặc. Sóc nhung em đang mặc là mã sóc 286 các chị nhá. Sóc em mặc là sóc 286. Sóc 286 và kèm số điện thoại ạ. Hình con hươu là hươu theo các chị ơi, hươu là hươu theo ạ, M12. Cách số điện thoại cho em ạ, em còn hồng này. Còn đâu là còn sót một cái màu xanh thôi, còn đúng một cái màu xanh nhá, còn đâu là còn là hồng tím. Đấy chứ ạ, màu hồng tím M10 mấy? 13. Mã này là M13 các chị nhá, mới em mặc là M13.
M13 màu hồng ấy chị này. Hồng ấy là hồng đậm, hồng tím nhá. Và M12, à M13 em còn một cái màu xanh. Em còn một cái màu xanh các chị ơi, chất len này. Quá đỉnh luôn ạ. À. Các chị ơi ạ, M13 cái số điện thoại ạ. À. M13 cách số điện thoại cho em ạ, 160.000. Để chị ạ, 160.000 đồng ạ. Chị nào nhanh tay ạ, chia sẻ livestream mình có đơn nhá, 160.000. Em hứa luôn là tất cả những cái mã hàng len hôm nay em bán lỗ các chị. Được chưa ạ? Mã hàng len ngày hôm nay em bán lỗ các chị luôn ạ, 160.000 đồng một áo. Rẻ nhất đan em bán là 280.000 tại cửa hàng. Đấy, thị trường đang bán các chị 340, 350. Bây giờ em theo các chị luôn ạ, 160.000 đồng một áo. Các chị nhìn này, cái này em còn một chiếc màu xanh đấy chị nhá. Còn một chiếc màu xanh ạ, và còn tầm khoảng 5 cái màu hồng ạ. 5 cái màu hồng, một chiếc màu xanh ạ, M13. Kèm số điện thoại cho em ạ. M13 và kèm số điện thoại cho em chị ơi. Em không biết là có cái gì trên đây đây. Đấy, đây này. Xong rồi. Sót cọc đỏ đô nha, bắt đầu đây không chốt được đỏ đô, mẫu này lên luôn cho em ạ. Mã này là M14 ạ. Quần Quảng Châu em còn. Lên mã này cho em là M14 ạ. Để lại số điện thoại cho em. Để chạm M14 để lại số điện thoại màu đỏ đô các chị này. Đỏ bên ngoài đỏ đô các chị ơi. Mã M14 ạ. Đấy, M14 cách số điện thoại các chị mình chốt đơn hàng ạ. 160. Để chạm 160.000 ạ. M14 ạ, đỏ đô này. Đỏ gạch ạ, hai và màu hồng nữa. Đỏ đôi đỏ gạch cái màu hồng ạ. Lên trên mạng xin mã hàng kèm số điện thoại nhá. Lên áo giữ nhiệt ạ, đợi em tím lên áo giữ nhiệt luôn. Tí ăn xả các chị áo nhiệt hộp luôn ạ. Các chị ơi đừng thoát like vội ạ. Nhớ chia sẻ live stream cho em với ạ. Chị Kim Tuấn Hoàng cho em xin số điện thoại với chị ơi. Cho em xin số điện thoại của chị với ạ. Mã này là M14. Đỏ đô này, mỗi màu còn 2-3 chiếc nha. Cái này còn 3 chiếc đỏ đô này. Đấy, M14 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đây màu đỏ gạch cho em ạ. Màu hồng còn 1 chiếc ạ. 160 ạ. Để chạm 160.000 ạ, M14 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. M14 kèm số điện thoại cho em 160.000 ạ. 160.000 đồng ạ, mã hàng chuẩn mã cho em nhá các chị yêu nhá. M14 ạ, đỏ gạch này. Đỏ đô này. Chị Ngô Thương Huyền, nếu mà cái đấy mà không lắp được ấy thì gửi lại cho em, tại vì là có thể là một cái nó bị lỗi chị ơi, một cái đấy bị lỗi. Em đang hỏi lại bên kia xem như thế nào ấy. Tại vì là không có cái nào em về cả lô, mỗi một cái của chị là nó bị đâu chị ạ. Cứ gửi lại em đổi cho. Mã M14 cho em. Còn một cái màu hồng á chị này, hồng nó là hồng tím. Hồng nó là hồng tím nhá. Cái này 160 chị này. 160.000 ạ, M14 cộng số điện thoại cho em ạ, 160. Đẹp lắm này các chị ơi, M14 đúng không? M14 hay M16 các chị đã comment M16 rồi. M14 chị ơi đừng comment M16 như thế. M16 lại lên sang mã khác các chị ơi. Em mới lên được 14 mã thôi. Mã này là M14 chị nhá. M14 màu hồng này, hồng còn 1 cái, đỏ đô còn 3 cái, đỏ gạch em còn 4 cái, giá hết hàng M14 ạ. Cất số điện thoại cho em. Qua mẫu luôn. Này, sót này. Cái này đẹp. Gọi là nick nách luôn mà sao còn sót lại một cọc cái này ấy nhỉ? Chị ơi, này. Cái này là bị sót các bác nhá. Cái này bị sót cho em ạ, M15 ạ. Ôi M15 các chị yêu ơi. Mã hàng lên đơn hàng sẽ là M15 ạ, kèm số điện thoại này.
có cái màu vỏ đỗ nên em thề luôn. Các chị đợt trước ấy, các chị hỏi em rất là nhiều luôn mà nó bị sót hàng, bây giờ mới tìm thấy các chị này. Nó quá nhiều luôn, bây giờ mới để lên kệ thì mới tìm thấy thôi. Các chị nhìn này, màu vỏ đỗ cho em ạ, M15 ạ. M15 kề số điện thoại cho em. Đợt trước bán 200 mấy thì không có hàng bán các chị này. Đợt trước bán hơn 200.000 thì không có hàng bán. Thì chạm nó trước là 250 đúng không? Rồi ạ, bây giờ xả lúc các chị 160 đi. 160.000 đồng các chị nhìn cho em hàng này. Để chạm M10 mấy chị ơi, M15 đúng không? M15 cho em màu hồng vỏ đỗ ạ, màu hồng vỏ đỗ cho em ạ. M15 kèm số điện thoại, em tặng luôn các chị 160 chị yêu nhá. 160.000 đồng ạ. Dưới 65 cân đồ về chốt đơn ạ. Đây này, cái màu này hôm trước bao chị hỏi không có này. Đấy. Các chị nhá. M15. Em nhận được bộ nhung tâm rồi, đẹp xuất sắc ạ. Cảm ơn chị Đoàn Mão nhá. Các chị này, màu bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên like một tông màu các chị nhá. Đấy, lúc nào like cũng phải nói rõ các chị như đấy á. M15 cái số điện thoại cho em ạ, 160.000. Màu đen ạ. Đỏ gạch này các chị này. Màu xanh ạ. Đấy, đen đỏ gạch xanh à, có cả màu đỏ tươi này. Đỏ tươi có luôn ạ. Ôi sao lại sót một cái mẫu nó đẹp như này ạ, M15 cho em nhá. Em thề luôn hôm trước là khách hàng chụp ảnh mà em không tìm thấy. Đấy các chị này, bảo sao các chị hỏi mẫu này nhiều thôi, mẫu nó đẹp thế này mà. Lên pha lê cho em ạ. Để chị ạ, lên pha lê cho em ạ. Chị gọi cho nhân viên chị ơi, gọi cho số nhân viên chốt đơn của em với. Em đang like này em không gọi cho chị luôn đâu ạ. Mã này M15 cho em nhá. Vỏ đỗ cho em ạ, màu vỏ đỗ này. 65 cân đủ với em chốt đơn ạ. M3, bộ nhung M3. Chị Nguyễn Thảo rồi, ok, lỗi gửi là em đổi chị nhá. Bộ nhung tí em lên sau chị ơi. Chị Hà Cường ok chị này, Nguyễn Lương có ạ, chị Hoa Nguyễn lại, chị Hà Phùng ok chị luôn ạ. Chị Nguyễn chốt đơn hàng này. Đâu đỏ gạch ok, đỏ gạch là màu này đấy chị này. Đỏ gạch là màu này cho em ạ. M15 các chị ơi, em thề luôn, cái chất len nó đẹp lắm ấy. Đấy, chị em không bán các chị hàng len mà hàng kiểu là kiện kiện kiếp linh tinh các kiểu đâu các chị này. Toàn hàng hàng đẹp mà em nhập được trước toàn hơn 200.000 giá buôn. Toàn hơn 200.000 đồng giá buôn. Các chị nhìn chất len cho em này, đỏ gạch cho em nhá. Màu bên ngoài nó trầm trầm hơn một chút. Đấy chạm màu bên ngoài nó trầm hơn một tí. M15 cộng số điện thoại cho em ạ, 160.000 một áo. Bình thường các chị mua phông hè còn đắt hơn đúng không? Mua phông hè hàng đẹp còn giá còn tầm khoảng 250-300.000. Bây giờ em tặng các chị luôn ạ. M15 ạ, chị Hương Hương ạ, chị Lê Hiền ạ, chị Tú Triệu ok chốt đơn hàng ạ. M15 kèm số điện thoại này. Em thử màu đỏ gạch nhé các chị nhá. Chất len nó ánh ánh pha lê này. Chị thấy không ạ? Chất len nó ánh ánh pha lê luôn ạ. Các chị lên đơn ạ, chuẩn mã hàng trên là M15 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá này. Cái hình hình quả cam này của nó là hàng thêu ấy nhá các chị nhá, chứ không phải y thế dán đâu các chị nhìn này. Thêu bên trong mặt trong các chị nhỉ. Đây mặt trong của nó luôn. Đấy. M15 cách số điện thoại cho em. Đây chạm màu đỏ, màu đỏ đây đỏ gạch các chị nhá, đỏ gạch cho em ạ. Rồi qua mẫu chị ơi. Hết hàng. Xanh xanh còn hình như còn một hai chiếc đúng không? Xanh một hai chiếc này M15 cho em nhá. Em bảo rồi ạ, đẹp như phết luôn. Bây giờ các chị mua tầm triệu này thì em các chị mặc thoải mái luôn. Nhưng mà nếu mà để ngoại trường các chị mua được tầm khoảng là 3-4 cái. Đấy, mua chỉ mua tầm 3-4 cái thôi. Rồi ạ, M15 ạ, M15 cái số điện thoại cho em nhé. Tiếp vào mẫu này đi. Đây con này len nhung này. Tiếp các chị một mẫu len nhung nữa nhé. M16 ạ. M16 và cộng số điện thoại. Ôi rêu này. Ok chạm M16 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Hoa bay đi số điện thoại chị ơi. Nhớ để lại số điện thoại cho em mình có đơn nhá. M15 là 160.000 chị ạ, 160.000 một áo. Đấy các chị nhìn cho em này, len này. Để chạm một con len nhung. Để chạm một con len nhung ạ, mã hàng cho là M16. M16 á. Phải ra thôi, cái nào cũng muốn mua. Ra thì tiếc chị ơi, tại vì hàng này nó không còn nhiều đâu ạ. Mã này là M16 các chị yêu nhá. M16 ạ, len nhung. M16 xem len nhung 160.000.
màu rêu, được chưa ạ? Màu than cho em ạ, màu xanh than này. Đỏ nâu với hồng mỗi màu còn một cái. Đỏ nô với hồng mỗi màu còn một cái, thì em còn cái mẫu này là còn xanh rêu với lại xanh than. Đấy, màu hồng còn một cái đó chị này. Đỏ nô còn một cái á. Mã hàng trên là M16. 160.000 áo len nhung các chị nhá, hàng len nhung đẹp. Em bảo rồi, bây giờ giá xỉ vẫn đang là 230-250. Đấy, mà bây giờ em tặng các chị luôn có 100 bao nhiêu tiền? 160 đúng không? 160.000, chị ơi đưa em một xanh than đã. Cấp nhanh thế. Đây xanh than đây ạ. Các chị chọn cho em màu xanh than hay màu rêu nhá. Xanh than hay màu rêu, hoặc là bây giờ là đỏ đô với lại hồng vỏ hồng, màu hồng em chỉ còn mỗi màu còn một cái thôi, mỗi màu còn một cái. Lên mã này cho là M16 á, cái chạm M16 kèm số điện thoại cho em ạ. M16 á, áo hai dây, các chị có phải là áo hai dây đi, 95.000 một cái áo hai dây em đang mặc nhé. Áo dài tắng nhị rồi ạ, chị Nguyễn Hàng có ạ, chị Tuyết Nguyễn có ạ, chị Giấy Mời có, Thu Vương có đơn hàng ạ. M16 em hết hàng nhé các chị nhá. Chị Chiêm Vũ à, còn một cái hồng với còn đặt một cái đỏ đô thôi đấy. Còn đúng một cái màu hồng, cái đỏ đô thôi các chị nhá. Không phải chuyển sang hồng mã khác đi. Không phải chuyển sang hồng mã khác luôn. Đây, chuyển sang hồng mã này đi. Cái hồng mã này cũng đẹp này. Hồng mã này còn mấy cái này. Mã này M17 cho em ạ. Mẹ còn có 3 cái màu hồng. Đơn cách đây bao hôm thì em vẫn đang gọi chốt này chị này. Vẫn đang quá tải đơn ý. Đó. Mã hàng cho em là M17 đúng không? Phải M17 chị ơi. Còn 3 chiếc, chị nào chốt đơn comment luôn nhá. M17 ạ, còn 3 chiếc màu hồng ạ. Còn 3 mic màu hồng ạ, em tặng các chị luôn này. 150.000. Còn 3 chiếc thôi nhá, kèm đơn hàng cho em ạ. 150. Cái này còn một màu đấy ạ. 150.000. Đó, 150.000 ạ, M17 ạ. 150.000 một áo. M17 kèm số điện thoại ạ. Len nhung màu hồng các chị ơi. M17 cho em còn 3 chiếc. 150. Đấy, 150.000 hình sau rồi, sau theo cho em nhá. Sau theo ạ, M17 ạ. Để lại số điện thoại cho em ạ. M17 lúc qua mẫu nha, còn 3 chiếc thôi. M18 ạ. Tiếp theo lại là len pha lê luôn. Lại len pha lê luôn. Con này có màu xanh đẹp. Vỏ đỗ này, xanh này, đen này và đỏ gạch, 4 màu nhá chị nhá. 4 màu vỏ đỗ xanh đen đỏ gạch các chị lên đơn hàng ạ. M18. M18 ạ. M18 mà cộng số điện thoại cho em ạ. Ok chị ạ, M18 cộng số điện thoại cho em con này nhá. 160.000. Đấy chị ạ, M18 cho em 160.000 đồng ạ. Các chị lên lại chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá nè các chị này. Mã hàng M18 nhá chị yêu nhá. 45-65 cân. Đó, 45-65 cân ạ. M18 cho em 160. Đây này, mỗi màu nó còn một tí tí nữa các chị này. Còn 2-3 chiếc. Đấy, xanh cho em nhé các chị nhé. Màu xanh này, màu hồng vỏ đỗ các chị này. Hồng vỏ đỗ này, M18 á. Các chị chọn luôn màu đi, không có hết. Chọn luôn màu đi, không có hết ạ. Có 160.000 đồng một cái. Để chạm 160.000 đồng em bao các chị về chất lượng của nó luôn nhé chị nhá. Bao chất lượng luôn ạ. Các chị này, chữ theo này. Ok, chữ là chữ theo cho em ạ. M18. Quần chị mặc còn, Quốc Họa Mi ơi. Màu đen này. Đen còn 2 chiếc, 3 chiếc này. Đỏ gạch có này. Đấy, đỏ gạch cho em ạ, 4 màu nhé các chị nhá. Đỏ gạch này, đen này, màu vỏ đỗ này. Mã này M18. Để chạm M18 ạ, cộng số điện thoại cho em. Các chị ơi, này, quá đẹp luôn ạ. Các chị này, chữ theo hết cho em nhá. Chữ theo hết lên vải, lên len cho em. Không phải là chữ in hay chữ dán đó các chị yêu. Để chạm không phải chữ in, chữ dán luôn ạ. M18. Bác ca em lên đầu like chị ơi. Bác ca lên đầu like rồi. Đỏ gạch này. Đây còn 3 chiếc các chị nhá. Màu đỏ gạch em còn sót tầm 2 cái. Đỏ gạch còn tầm 2 cái ạ. Lên mã hàng cho em là M18 màu đỏ gạch kèm số điện thoại ạ. M18 đỏ gạch và kèm số điện thoại cho em ạ. Đó các chị nhìn màu của nó này. Đẹp thực sự luôn ạ. Rồi ok chị Như Tiên nhá. Tạ Dung ạ, Trần Phương có ạ. M10 rồi. Ok chị Mùi Nguyễn này. Hôm qua mẫu chị hết rồi. Ôi trời ơi, tầm giờ này chỉ có 3 lỗ vốn thôi các chị ơi. Đây này các chị ơi, đang xỉ cái này 250 này. Đấy, đang xỉ 250 các chị nhá. Bây giờ tặng các chị luôn 200.000.
giá lỗ. Để chạm giá lỗ luôn, các chị nhìn cho em hàng này. 200.000 cái M19. Để chạm M19 cộng số điện thoại cho em ạ, các chị nhìn này. Đỏ gạch này, màu gì nữa nhỉ? Mãi là M19 đúng không? Mãi M19 ạ. 200. Con này sale 200 nhá. 200.000 một con. Để chạm em xả 200.000. Mẫu này là M19. M19 em mặc là đỏ gạch các chị nhá. Em mặc là đỏ gạch này. Màu hồng này, hồng còn một cái à? Hồng còn một hai chiếc. Ừ, nó là mẫu này này. Đỏ tươi các chị này, M19 á. Đỏ tươi này, đỏ gạch này. Màu đỏ đô em còn một chiếc này. Đấy, màu hồng nữa. Đa số là còn đỏ gạch với lại là đỏ tươi nhá các chị nhá. Đỏ gạch với đỏ tươi. Hai màu cho em ạ. Đa số là còn hai màu. Phải không nhỉ? Phải rồi đấy, cái túi đấy. Biết rồi, nhưng mà đỏ gạch có hàng thì mấy không? Đấy đúng không? Đỏ gạch với đỏ tươi đúng không? Đây còn đỏ gạch với đỏ tươi các chị nhá. M19 đúng không? M19 ạ, em xả 200.000. Để cho em xả 200.000 con này luôn ạ, M19 ạ. M19 và cộng số điện thoại cho em máu này các chị này. Hôm nay lên quần nhung không loan em có, tí em lên sau ạ. Mã này là M19 ạ. Em bảo rồi không đẹp không lấy tiền mẫu này. Nó xuất sắc mà chất len nó mềm lắm luôn các chị ạ. M19 nhá. Đỏ đô còn có một cái thôi. Hồng thì còn có hai chiếc ạ. Hồng hồng của nó là hồng kiểu hồng tím ấy. Hồng kiểu hồng tím cho các chị luôn ạ. M19 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy, M19 và cộng số điện thoại cho em áo len này. Em sale 200 nhá các chị nhá. Để cho em sale con này 200.000. Em hứa luôn giá này tất cả hàng len hôm nay em bán lỗ. Để cho tất cả hàng len hôm nay em bán lỗ. Khách sỉ còn đang bảo em ơi, sao bây giờ bán rẻ thế. Em bảo thôi chấp nhận chị ạ, bây giờ cuối năm rồi, em ôm đống hàng này thì em không ăn Tết được ngon đâu chị ơi. Thôi để em bán rẻ nốt để em chuyển sang hàng nghề. Chị giấy mời có chị Mỹ, có Hiền Đặng, có Linh Nga, có ạ, Man Nguyễn Thị Man chốt đơn hàng ạ, Nguyễn Kiều Anh rồi ok chốt đơn ạ. M19 các chị yêu nhá. Đỏ tươi này cũng xinh nhá các chị này. Nó kiểu là có cái kiểu họa tiết có cái len ánh tuyết ấy các chị ạ. Len ánh tuyết cho em ạ. Cái này gọi là len len lông tuyết. Đấy, cái này gọi là len lông tuyết. Mã M19 ạ, em mặc đỏ tươi các chị nhá. Đỏ tươi nói chung là cái màu nó đậm hơn trên like chứ không phải là đến nữa là mà chót thành chót như trên like đâu. Cái màu bên ngoài của nó màu đỏ nó đẹp lắm. Đỏ đậm đậm cho em ý. Thì em cứ gọi là bên trên line là màu đỏ tươi nhá. Đấy các chị này, em thề luôn cái màu bên ngoài nó đẹp như thế này mà. Nên kia nó lại một cái. Bên line của nó màu đỏ quá. Em hứa luôn cái màu đỏ bên ngoài nó đậm đậm cơ. Chứ không phải đỏ tươi trên line đâu các chị ạ. Các chị cứ tin em đi ạ. Mã này là M19 cho em màu đỏ. Đỏ này em cứ gọi là đỏ tươi nhá. Nó là màu kiểu tươi hơn cái màu đỏ đô kia một tí thôi. Nhưng bên ngoài thực ra của nó là màu đỏ đậm. Thực ra của nó cũng là màu đỏ đậm đấy. M19. Em tặng các chị 200.000. Em thề luôn con này em xả lỗ rồi các chị ạ. Thị trường vẫn đang xỉ các chị 240, 250 giá buôn ấy. Bây giờ các chị được mua gọi là rẻ hơn cả giá nhập vào rồi. Để chạm rẻ hơn cả giá nhập vào ạ. M19. Để chạm M19 ạ. Kèm số điện thoại cho em. Đây là tin cái này còn mấy cái đi lốt luôn nhá. Đỏ tươi này. Con này của tin cho em. M20 mẫu này ạ. Để chạm M20 mẫu này cho em ạ. Chị Nhuần Trương. Chị Nhuần Trương em thấy luôn cái màu này bên ngoài màu đỏ đẹp lắm. Màu đỏ đẹp. Đây này. Cái màu nó cứ bên ngoài nó đỏ, của len nhung nó đỏ đẹp lắm ấy. Trên like của nó cứ bị ánh điện nó sáng hơn so bên ngoài. Tiếp theo qua mẫu này len nhung nhá. M20 ạ. M20. Ok chạm M20 kèm số điện thoại ạ. M20 kèm số điện thoại cho em ạ. Con này len nhung cổ tim. Em tặng các chị nào có đơn hàng kèm nhá. 150.000 ạ. Để chạm 150.000 đồng một áo. Mã M20 ạ. Đỏ đậm cho em này. Bên ngoài đỏ đậm nhá chị nhá. Lưu ý cho em đây là màu đỏ đô này. Đấy, đỏ đô còn một cái chị này. Đỏ đô cho em với đỏ đậm ạ. Xong các chị từ 45 đến 65 cân ạ. M20 em xả luôn 150 một cái. Màu hồng còn một chiếc này. Hồng còn một cái ạ. M20 ạ. M20 hồng này. M20 màu hồng ạ. 150.000. Để chạm 150.000 một áo ạ. Lên mã hàng kèm số điện thoại. Quần nhung đợi em tí chị ơi. Quần nhung đợi em tí ạ. Mã M20 cho em nhá. Gió 56 à. Các chị cứ lên là mã gió 56 đi. Tại vì là cái mã đấy màu đấy thì em vẫn đang bán bình thường mà chị. Vẫn đang bán bình thường, vẫn đang nhập hàng thêm. Mã M20 nhá các chị nhá. Qua mẫu này chị. M20 cộng số điện thoại ạ. 100.
Bao nhiêu tiền? 50.000. Đây còn nguyên một rêu này. Mỗi này còn nguyên một rêu này. Tiếp theo con M21 này. Ok chị ạ, một con len nhung M21 màu rêu. M21 ạ, màu rêu cho em nhé các chị nhá. M21 kèm số điện thoại ạ. Đó, M21 kèm số điện thoại cho em. Em còn hai cái màu xanh than này. Một con đỏ đô và đâu còn nguyên màu rêu nữa chị nhá. Còn nguyên màu rêu. Đó, bọn em còn nguyên màu rêu ạ. Em xả luôn con này này các chị ơi, kèm đơn hàng cho em nhé. Kèm đơn hàng cho em ạ, 42, 43 cân đổ lên ạ. Đến tầm khoảng 62, 63, 64 cân đổ với em chốt đơn. Em xả luôn con này là 150.000 của áo các chị nhé, 150.000. Thực sự luôn, hàng quá đẹp luôn, 150 cái. M21 đúng không? M21 ạ, em còn sót nguyên màu rêu. Sót nguyên màu rêu ạ, chị Đào chốt đơn con này là M21 kèm số điện thoại ạ, 150.000. Một con áo len nhung, để chạm một con áo len nhung em còn sót một màu ạ. Đấy em còn sót một màu, đỏ đô thì còn một cái thôi. Đỏ đô thì còn một cái này, xanh than còn hai cái, còn đâu là còn nguyên màu rêu ạ. M21 cho em. Đấy ngày mai chị nào chốt màu rêu thì còn hàng, chứ màu xanh than cũng còn đúng hai cái này. Đấy, M21 cho các chị yêu nhá, 150 một cái. 150 một cái các chị. Chốt cho em những cái hàng len đẹp các chị này. Ok chạm M21 cộng số điện thoại ạ. M21 và cộng số điện thoại cho em 150.000. 150.000 đồng. Em hứa luôn mà các chị, giá này là các chị ơi, giá gọi là lỗ toàn tập luôn. Đấy, giá lỗ toàn tập luôn ạ. M21 các chị yêu nhất, chị Hương, Nguyễn Ngang, Nguyễn Thắm Võ, Vi Tươi chốt đơn hàng, Minh Khang có đơn ạ. 150.000 đồng. Là các chị được gọi là một con áo len nhung đẹp như này luôn ạ. Chị chiêm vũ lên số điện thoại chị ơi. Nguyễn Hà có, Tống Thị Long có, Nguyễn Lương chốt đơn hàng ạ. Còn hàng không nhỉ? Từ nãy giờ cũng gọn gọn rồi đấy đúng không? Rồi lại qua mẫu này. À. Lên cái mẫu len mà nó có đủ màu ấy các chị nhá. Lên mẫu len có đủ màu. Nhưng mà thế nào? Đây này, mẫu trong các bác. Lên cái hàng len xịn nhá. Để chạm hàng len xịn mà mẫu em mới về thì nó vẫn có đủ màu. Mẫu em mới về nhưng vẫn có đủ màu luôn ạ. Rút màu cho em. Mãi M21 ạ. Đây, các chị thích đủ màu em lên, các chị mẫu này có đủ màu luôn. Đấy chạm mẫu này đủ màu luôn này. Chất kỳ mẫu. Chứa màu trắng ấy. Mỗi màu có tầm 10 cái. Để chạm mỗi màu tầm 10 cái. Mã này các chị comment trên là M22 ạ. Nhưng mà em chỉ sợ bán xả hôm nay là mẫu này em vừa bán hôm kia không kìa xong. Thôi nhá. Thế chưa nhận được đâu. Em biết rồi nhưng mà em đã bảo hôm nay em xả hàng mà. Em đã bảo hôm nay em xả hàng mà. Các chị ơi, các chị nhìn hàng cho em này. M22 đúng không? M22 ạ. Thôi nha, xin phép khách hàng nhá. Để cho em xin phép là em đi luôn mẫu này. Để cho em đi luôn mẫu này các chị nhìn hàng cho em ạ. M22 ạ. M22 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp quá các chị ơi. Đây màu trắng kem này. Để chạm màu em gọi là trắng kem nhé. Mã M22 ạ. Em xả bao nhiêu tiền được? Em tặng một các chị nhá. 200.000. 200.000 đồng một áo. Mã hàng trên là M22 cộng số điện thoại ạ. Em mặc của nó sẽ là màu trắng kem các chị này. Trắng kem này. Màu này của nó là tông màu be các chị nhá. Màu be này. Màu hồng cỏ đỗ này. Để chạm màu hồng đỗ này. Màu nâu cà phê này và tông màu đen ạ. M22 chị nào nhanh tay mình có đơn ạ. Em xin phép là mẫu này em xả các chị nhá. Mẫu này em xả. M22 lên đơn hàng cho em ạ. M22 ạ. Tách số điện thoại lên mẫu em hết hàng chị ơi. Lên mẫu em hết hàng. Mẫu này là M22 cho em. Đẹp xuất sắc luôn các chị, nhìn cho em áo len này. Xịn các chị yêu nhá. Xịn cho em ạ. M22 ạ và kèm số điện thoại. Hôm trước là em vẫn đang bán áo này là 220. Vừa hôm kia ấy. Đấy, rất là nhiều chị đã chưa nhận được hàng nhưng các chị thông cảm mà bây giờ em còn có mỗi mẫu em chỉ còn tầm 10 cái thôi. Mỗi màu còn 10 cái. Cũng không đến 10 cái chị nhỉ. Có mẫu thì còn mỗi có màu thì có 5 cái, có màu thì còn 10 cái.
Đấy, em xin phép là tổng cục xả luôn mỗi ngày cho em ạ. M22 ạ, lên mũ em hết rồi chị ơi, không còn lên mũ đâu. Còn này em có nhập đen nữa đâu, còn gì bàn đấy nữa chị ơi. M22 cho em nhé, màu đen đây. Các chị nhìn cho em ạ, pha rất là đẹp luôn các chị này. Đấy, len cho em ạ, đen chất dày dặn luôn như này ạ. M22 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. 200.000 một cái. Để chị ạ, 200.000 một cái. Nhẹ nhàng tình cảm luôn nhá. Để chị ạ, nhẹ nhàng tình cảm luôn. Chị nào nhận được hàng nhớ cho em xin một cái lời nhận xét. Đấy chị ạ, nhớ cho em xin một cái lời nhận xét cho em ạ. Lên pha lên của nó, lên pha lê ép hàng cao cấp. Đấy, lên pha lê ép của hàng cao cấp luôn các chị này. Nhìn cho em màu nâu cà phê của nó này. Đấy chị ạ, nâu cà phê cho em ạ. M22 các chị ơi. Em mặc là trắng kem nhá chị nhá. Trắng kem này, còn đây là màu be. Be này cũng xinh này. Đấy chị ạ, màu be cho em ạ. M22 kèm theo số điện thoại ạ. Em bán con này em tiếc đứt ruột luôn các chị ơi. Đấy chị ạ, bán con này tiếc đứt ruột luôn ý. Nhưng mà tôi ạ, xả cho nó gọn gà, xả cho nó gọn hàng. Đây hồng đỗ này, M22 chiều nhá. M22 ạ. Cách số điện thoại cho em. Màu hồng bên ngoài của nó sẽ đậm hơn một chút nhá chiều nhá. M22 ạ. Chị Hoàng Ánh Tỏa rồi ạ. Chị Bùi Hoài ạ. Chị Đinh Thị Tuyết Thúy ok ạ. Màu đẹp lắm chị ạ. Cái màu này trông kiểu là hàng đẹp ý. Cái màu của nó xịn lắm. Len này các chị nhìn chất len cho em ạ. M22 em xả 200.000. Em thề luôn là giá này em bán không có lợi nhuận gì luôn. Đấy chị ạ, giá này bán là không có lợi nhuận gì luôn ạ. M22 ạ. Em thử cho các chị xem cái màu nâu cà phê của nó luôn này. Xem còn mẫu này gần gần mẫu này không chị ơi? Chỗ nào chị đưa cho em cái? M22 ạ. Lên nâu cà phê. Màu xanh. Đấy, M22 ạ. Chấp nhận lỗ luôn, tại vì năm nay em nhập quá nhiều len. Vì em lên khoác sau nhá, khoác hôm nay có vẻ mẫu mới nữa. Đấy, năm nay em nhập quá nhiều len luôn ý. Toang luôn. Giá này em đã hứa các chị là em bán không lợi nhuận mà này. Em bán không lợi nhuận luôn. M22 này các chị ơi, màu hồng đỗ này. Nói chung là cái màu của nó, trên line của nó sáng hơn bên ngoài các chị nhá. Trên line nó sẽ sáng hơn bên ngoài. Đấy, các chị chọn theo cái tông màu của nó, cái phần thân dưới cho em. Đấy, chọn theo cái màu phần thân dưới cho em. Nâu cà phê này, nâu cà phê em đang mặc nhá chị nhá. Đây là tông màu đen ạ. Tông màu đen này, tông màu hồng cho em ạ. Và tông màu màu này của nó là màu trắng kem các chị nhá. Trắng kem nó sẽ là phan nâu bên trên. Và tông màu be ạ. M22 ạ, cách số điện thoại lên cổ sơ mi em có ạ. Chị tập võ lên số điện thoại cho em ơi chị ơi. M22 ạ, chị Ngọc Lê có đơn ạ. Qua mẫu này chị ơi. Qua mẫu. Tiếp theo một mẫu nữa nhá. Tiếp theo các bác của mình một mẫu nữa này. Cái này cả hai bên này chị. Đấy, tầng trên tầng dưới đấy. Cái đấy là tầng dưới. Tầng dưới đúng không? Đây tầng dưới đúng không? Đây, chị nào thích mẫu này các chị lên luôn nhé. M23 tặng các chị thêm một mẫu này nữa nhé. Để chị kỷ niệm cho các chị yêu nhà mình thêm một mẫu này nữa này. Các chị comment là M23. M23 và kèm số điện thoại ạ. Form thoải mái dưới 65 cân ạ. Đấy, form thoải mái các chị yêu mình dưới 65 cân em chốt đơn ạ. M23 kèm số điện thoại ạ. M23 kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá này các chị này. Chị chiêm vũ lên số điện thoại chị ơi. Chị nào có đơn hàng các chị comment em chị dồn đơn. Tí lên đồ bộ xong chị ơi. Tí em lên đồ bộ này, áo gió các kiểu luôn nhá. Bên này thì đang lên len này, tiện đà lên len. Chứ còn để mà sang bên kia nó hơi xa. Mãi M23 đúng không? M23 đẹp quá các chị này. M23 cho em ạ. Em tặng các chị luôn 200.000 con này. Bê đậm này. Để chạm mẫu bê đậm cho em ạ. M23 mẫu này cho em. Nốt thành mẫu này thôi nhá. Nốt mẫu này cho em ạ. M23. Màu này bên ngoài của nó là màu bê đậm này. Màu xanh đậm cho em ạ. Màu xanh của là màu xanh à. Xanh đẹp lắm luôn các chị ơi. M23 này, màu xanh này. Đấy, M23 màu xanh này. Chất len này. Hôm trước em về một chuyến còn tranh nhau không có hàng. Chuyến này chuyến sau em về bù ấy, thì nó còn sót lại cho M23 đúng không chị ơi? M23 trên màu xanh này các chị ơi. M23 màu xanh nhá. M23 trên màu hồng vỏ đỗ này. Chị ơi, màu rêu xem lại em mẫu này không phải này. Đấy, không phải đâu.
ngâm rồi nhá, bốc hành ra ngoài. Đấy, lô cà phê của nó là mẫu này này. Đây này, thấy chưa? Đẹp. Chị nhìn này, chất len này, cầm nó nặng, nó chiu tay luôn ý. Rồi hôm nay chị được áo rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Quý Tuấn ở đây chị này. Chị nào đã mua các chị biết, hôm trước các chị đã mua giá cao hơn đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là mỗi màu nó còn lẻ lẻ một tí thôi. Mỗi màu còn lẻ lẻ một tí, cho nên em xin phép là các chị ơi, em tổng cụ giả luôn các chị này. Màu này là của nó là màu nâu cà phê các chị nhá. Nâu cà phê này, em mặc là màu màu trắng trắng kem. Đấy màu trắng kem ạ. Màu hồng vỏ đỗ này các chị này. Hồng vỏ đỗ cho em ạ. Hồng vỏ đỗ này. Màu xanh các chị này. Đây là màu xanh cho em nhá, M23, M23 kèm số điện thoại ạ. Và tông màu bê đậm ạ. Đấy và tông màu bê đậm cho em ạ, M23 cách số điện thoại cho em ạ. 200.000 cái. Đấy, 200.000 một cái luôn. Em hứa luôn là em không bán lợi nhuận, em bán không có lợi nhuận các chị luôn ngày hôm nay. Đấy, bán không lợi nhuận các chị luôn ngày hôm nay ạ. M23 cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000 đồng bán 200.000 các chị luôn. Để chưa ạ, 200.000 cái. Em ơi. Màu xanh rồi, ok chị Hùng Ân ạ. Mỗi màu có tầm khoảng là 5-7-10 cái, cùng lắm đến 10 cái thôi. Rồi, hôm nay nhận áo gió 56 và áo 2 dây nhé. Em chắc đẹp rồi, ok. Đâu áo 2 dây để chỗ nào nhỉ? Áo 2 dây để đâu nhỉ? Em để ở chị cái. Lấy có hai cái thôi, lấy nhiều lấy sang thế. Rồi các chị này, em thử các chị xem cái màu xanh của nó nhé, xanh như màu hồng nhỉ. Nói chung màu nào cũng đẹp nhỉ, màu nào cũng đẹp luôn ạ. M23 đặt hai màu gió. Chị Lý Yến cho em số điện thoại chị ơi, Lý Yến cho em số điện thoại đi ạ. Đây màu xanh các chị này, màu xanh cho em ạ, M23 màu xanh ạ. Các chị nhìn họa tiết của nó này cực kỳ đẹp luôn nhá. M23 kèm số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng ạ. 199.000. Áo hai dây mặc đây, các chị comment là áo dây kèm đơn cho em với áo dây 95.000 một cái. Áo hai dây đang mặc cái 95.000, các chị comment là áo dây cách số điện thoại, các chị chốt đơn ạ. Áo dây cách số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng ạ. 95.000 một áo hai dây ạ. Đó, 95.000 đồng một áo hai dây cho em, có cả hai màu đen với trắng các chị nhá. Hai dây đen trắng các chị ơi, 95.000 một cái. Các chị comment là áo dây và cộng số điện thoại ạ. Áo dây và cộng số điện thoại cho em 95.000 đồng ạ. 95.000 đồng một áo, các chị nhìn hàng cho em à. Đẹp chất lượng luôn ạ, 95.000. 95.000 một áo hai dây. Nói chung là cái mẫu này em cứ về tí nào hết tí đấy. Đấy chứ ạ, các chị cứ lấy kiểu lấy cả đôi ý. Cả đôi, cả đen, cả trắng các chị lấy về, các chị kiểu là kết hợp. 95.000 đồng một áo, các chị comment cho em là áo dây kèm số điện thoại, các chị lấy cái này kèm đơn hàng nhé. Áo hai dây em mặc bên trong đây. Đấy, áo hai dây mặc bên trong là 95.000 một áo. 95.000 đồng, các chị lên đợi chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Có bộ nào sale không, nó về 51 cân. Không còn đấy chị ơi, cái bộ mà bộ xả lộn xộn ấy, em không có size nhỏ đâu. Len nhung cổ cao, để em tìm xem nó còn chỗ nào không ấy. Cái áo gió này chị, áo gió ở dưới cùng. Cái lớp tầng dưới cùng. Rồi các chị lấy áo dây kèm đơn luôn nhá. Đến mã bao nhiêu chị? Mã M24 cho em này. M24. Được chưa ạ? M24 ạ. M24 lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Được chưa ạ? M24 cho em à các chị ơi. Đẹp là mê mẩn luôn. Con này của nó cũng là dòng giống cái mã len 22 23 ấy. Mẫu này là mẫu 24 cho em. Đấy, xanh em mặc nó chỉ có một màu thôi. Mẫu này mã M24 các chị nhá. M24 cho em mẫu này ạ. Len mũ em hết chị ơi. Len mũ hết hàng. Mẫu này các chị comment là M24 ạ. Cộng số điện thoại cho em.
Ok, chạm M24 cộng số điện thoại. Màu em mặc là nâu cà phê. Màu nâu nó sẽ đậm, tất cả các tông màu nó đậm hơn trên line một chút. Đấy, be đậm cho em này. Đây là màu be đậm này. Màu xanh các chị này. Mã này M24 nhá. Cái họa tiết của nó sẽ khác hơn một chút. Đấy, M24 cho em màu xanh này các chị ơi. Các chị nhìn họa tiết gần cho em nhá. Đấy, chạm M24 ạ. Form các chị dưới 65 cân đổ về. 45 cân đến 65 cân ạ. M24 cộng số điện thoại. Áo hay dây nhà Loan đẹp lắm. Cảm ơn chị. Những cái dòng áo dây này em bán nói chung là mặc được cả đông cả hè. Mặc được cả mùa đông cả mùa hè luôn ạ. Mã này các chị comment là M24 nhá. 200.000 cái luôn. Để chạm em tặng các chị luôn 200 ạ. M24 lên đơn hàng ạ. Đó, M24 lên đơn hàng ạ. 45 cân đến 65 cân. Các chị chốt mẫu này cho em ạ. Lên X lên nhung nhưng mình còn tí nào lên nhung nữa không nhỉ? Các chị thích lên nhung chứ nhỉ? Để em một tí nhá, để em xem nó còn sót chỗ nào nữa không đã. Mã này là M25. À M24 à? M24. Trời ơi các chị ơi, chốt nốt mẫu này cho em này. Nhìn được áo này rồi đẹp lắm, em thề luôn, con này không đẹp các chị trả lại em. Con này không đẹp các chị trả lại em luôn ạ. M24 những chiêu nhá, màu be đậm này. Chất nó sờ nó mướt tay luôn các chị ạ. Chất sờ mướt tay luôn ạ. M24 lên đơn hàng ạ. Bao tiền chị ơi? 200.000 nhá. Hôm trước chị đã mua giá cao hơn thì chị yêu em xin phép chị mẫu này nhá. Để chạm ngày hôm nay em tặng khách nốt là 200.000 cho nó gọn hàng. M24 cộng số điện thoại ạ. Đây đây màu be. M24 cộng số điện thoại cho em ạ. Ở dưới góc góc kia chị bảo là ở dưới kệ kia. Hôm nay tổng hợp hết các chị bộ mã Paka cho nó gọn hàng đi. Đánh đánh ai, đánh ai đấy. M24 cho em. Được chưa? Để em xem còn ít lên nhung được không nhỉ? Ngày mai các chị nào có đơn hàng ạ, tặng kèm luôn các chị con này. Ngày mai chị nào có đơn hàng em tặng các chị luôn cái này kèm theo. Nhà em hàng nào cũng đẹp, cảm ơn chị Vũ Thị Hằng nhá. Mã này M24 đi. Quần nhung các chị thích sóc nhung hay là quần nhung dài các chị ơi? Thích sóc nhung hay nhung dài các chị gọi là cứ bảo em luôn, em lên nhá. Chị Nguyễn Sĩ lên số điện thoại ạ, chị Mai Lê. Em thề luôn, cái len này đẹp đấy chị này. Cái len này đẹp lắm. Đấy, bây giờ em cũng xả rồi các chị ơi. Em bảo rồi, những cái mã này hôm nay em bán không có lợi nhuận luôn ạ. Rồi em chuyển mẫu đi. Bây giờ nốt cái mẫu này kèm đơn nhá. Mờ. Tặng kèm đơn luôn. Mờ xài lò nào đó. Trăm. Bới lên kìa. 39.000. Để cho em tặng các chị thêm con này 139.000 đồng các chị này. Kèm đơn ạ, M25. Còn bao nhiêu cái màu hồng đưa cho các chị nốt đi. Còn nguyên một màu nha. Này chị ơi. Mã này em còn nguyên một màu. Em tặng các chị luôn 139.000. Ok chị ạ, 139.000 đồng một áo ạ. Lên ạ, mã hàng cho em là M25. M25 phong này phong to các chị này. 50 cân đến tầm 70 cân đổ về. 50 cân đến 70 cân. Em xả luôn các chị 139.000. Kèm đơn hàng cho em ạ, 139 các chị này. Còn nguyên một màu các chị nhá, 139.000 đồng ạ, M25. Các chị chất lên cho em ạ, M25 ạ, cộng số điện thoại cho em 139.000 ạ, 139.000 đồng một áo ạ. Không bị ship chị ơi. Nhưng em bán em thề luôn các chị, em không bị ship đâu. Tại vì là giá này em thanh lý rồi. Mã này M25 cho em ạ. Kèm đơn hàng các chị yêu nhá. M25 ngày mai chị nào có đơn hàng là em bán kèm cái này, chị em không bán riêng một cái thì em được xả. Xả các chị gọi là giá tụt quần rồi. Để chị xả giá tụt quần rồi. 100 ạ. 39.000 ạ. Để chị ạ, 139.000 đồng. Giá này. Đây các chị nhìn cho em áo này. 139.000 đồng một áo ạ, M25 cộng số điện thoại ạ. Nào, bây giờ lên cái gì nào em ơi, lên áo khoác gì hay cái gì đi. Thôi lên bên kia xem áo đá nhá. Bên kia bạn áo đá, sang bên kia bạn áo đá đi. Nào, các chị đã đi với em nào. Nào, các bác đi với em không ạ? Đi với em đi lên áo đá nhá. Chạy cái gì? Đâu nhỉ? Bộ ơi này, bộ vẫn còn nhá. Ơ, chị đi bán áo đá mà. Đây, áo gió đi, áo gió. Ừ, kệ em. Đây, chị bán xong bên này áo gió đi. Úi dồi ôi, trời ơi, rồi.
Chị đứng ở đây chị bán áo gió đi, sao đỡ phải sang bên kia. Đây áo gió này. Đây đây đây. Nó ở chỗ nào ấy chị? Áo màu vàng hết rồi, đang hết màu rồi. Không còn đâu, bây giờ đa số là còn đỏ với cam thôi. Đỏ cam nào. Màu đây. Đỏ cam à? Xanh hết à? Ờ. Xanh còn có một hai chiếc rồi nhá. Bây giờ còn đỏ với cam của áo gió 56. Đừng nói xanh là đấy. Các chị có mày là gió 56 và kèm số điện thoại ạ. Gió 56 em đang còn đỏ với cam, các chị yêu đủ size MLXL ạ. Các chị có mày là gió 56 và cộng số điện thoại ạ. Gió 56 và cộng số điện thoại cho em. Đây áo gió đấy các chị ạ. Có cái mẫu mẫu bộ biết gì hôm nay mới về ấy nhỉ? Nhà, em ơi để cái áo này ra ngoài kêu chị cái. Đâu ý nhề đây gió 56 đây. Tự dưng mình vắt lên trên này. Đây áo gió 56 ấy tình yêu ơi, gió 56 của nó là hàng lót lông nhá các chị nhá. Hàng lót lông ạ. Có quần cao cao của em có. Đây các chị lên mã này là mã gió 56 á. Cách số điện thoại cho em ạ, 249.000 đồng một áo. Đủ size nhá, hôm nay cái mẫu màu đỏ hôm nay về đủ size các chị yêu này. Đấy, về được màu đỏ, màu cam. Còn hai màu ạ, đơn hồi tối chưa gọi hả? Hồi tối nào chị đúng hôm kia? Đâu hôm kia em vẫn đang gọi chốt đơn ạ. Mã này các chị comment là gió 56 ạ, 249.000 đồng ạ. Phong các chị 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về các chị chốt đơn hàng cho em ạ. Toàn bộ của là hàng hãng như này. Đấy, toàn bộ hàng hãng này luôn. Các chị comment là chuẩn mã hàng kia là gió 56 như chị yêu nhá. Đỏ với cam hai màu ạ. Đỏ với cam hai màu bắt đầu chưa được chốt thì nhanh tay. Bây giờ hiện tại là gần như hết hàng. Các chị nhìn cho em này. Gần như hết sạch luôn. Đó, gió 56 và cộng số điện thoại cho em ạ. À, vết em còn ít linh tinh thôi chị ơi. Chị Thia Ngọc ok chốt đơn ạ. Nguyễn Cảnh M25. Gió 56 249.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng ạ. Chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Đỏ với cam các chị nhá. Bây giờ đa số còn đỏ với cam đủ size. Còn màu xanh ấy em còn sóc có vài chiếc nè. Đó, 249.000 áo. 249.000 đồng một áo. Các chị mua 2 chiếc miễn ship nhá các chị nhá. Mua 2 chiếc áo gió 56 em miễn ship. Được chưa? Mua 2 chiếc áo gió 56 như em miễn phí ship. Các chị lên đơn hàng cho em là gió 56 mua một cái vẫn là phí ship 30.000 bình thường các chị nhá. Mua một cái vẫn là phí ship 30.000 bình thường. Đó, các chị mua trên 2 áo nhà em mới miễn phí ship. Của áo gió 56 các chị này. Chị khuyên hà trang trần chốt đơn hàng các chị ơi, gió lót lông bên trong ạ, hàng lót lông kiều. Được chưa? Hàng đó sẽ là hàng lót lông kiều ạ. Lên đơn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ, gió 56 các bác ơi ạ, gió 56 cho em ạ. 60 cân XL vừa không, nói chung là tùy chiều cao chị Liên Nguyễn ơi. Tùy chiều cao ạ. Sao đây? Nhớ chưa lên áo đá nhá. Lên quần đi à, rồi quần nỉ đi em ơi, quần nỉ 723 đi. Quần nỉ em dơ quần nỉ được không ạ? Quần nỉ thì các bác ạ, mua nhiều các bác biết chất lượng của quần nỉ đúng không ạ? 70 cân là tùy chiều cao ấy chị nhá. 70 cân để tùy chiều cao. Các chị comment là mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đây quần nỉ 723 các chị nào, đã nhận được quần nỉ nhà em chưa ạ? Các chị cho em xin một cái phản hồi với. Các chị comment là nỉ 723 cho em nhá. Màu xanh nhà em chỉ còn sót có vài cái thôi, nó chưa về được hàng ấy. Màu xanh nó chưa về được thêm, nó chỉ về được màu cam màu đỏ thôi. Đấy đang hết vàng, hết hết xanh. Đang hết vàng hết xanh. Đây các chị này, comment của em là mã gì ạ? Quần nỉ 723 các chị nhá. Nỉ 723. Nó là quần nỉ của nó là nỉ tăm. Để chạm quần nỉ của nó là nỉ tăm, các chị lên ạ, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Form các chị tầm khoảng là 44 45 cân cho đến tầm khoảng là 60 cân đổ về đến chốt đơn nhé, 60 62 cân ạ. 60 62 cân đổ về chốt đơn hàng, các chị comment cho em là quần nỉ 723. Đấy, Q723 chị cũng được, Q723 cộng số điện thoại ạ. Màu nâu màu đen ạ. Của nó là quần bo gấu ạ các chị này. Chất lượng lắm luôn ý, nó là quần nỉ bo gấu các chị nhá, mặc vừa ấm vừa đẹp luôn ạ, các chị nhìn chất lượng cho em ạ. Bán con này bao tiền em ơi? 139.000 đồng một quần ạ. Để chạy 139.000 đồng. Lấy quần sóc nhung em mặc đây. Sóc nhung hộ em xem kiểm tra xem quần sóc nhung em đang có size gì. Giữ nhiệt à?
cái giữ nhiệt hộp 913 ấy. 913 có mấy màu ấy nhỉ? Da nâu xanh. 930 rồi 27 vòng con. Đấy, mì 723 hôm trước cháy hàng, cũng để về thêm một tí mặc cho các chị xem. Tí mặc lên các chị xem lại chốt hàng còn không có hàng luôn. Đấy, em đang mặc đồ này, tí em thay ra luôn các chị nhá. Đây chị này, gió này. Màu cam các chị nhá, cam mấy đỏ cho em ạ. MLXL 56 à 65 cân vừa cho em ạ. Gió 56 chị Hồng Nguyễn ơi. À, chị Lý Yến đơn hàng nhà em vẫn đang gọi chốt đơn ấy. Đấy, đơn hàng em vẫn đang gọi chốt đơn. Mã này các chị coi là gió 56 ạ, 249.000 đồng một áo. 249.000 đồng một áo gió 56 ạ. Chị ơi lấy cho em áo đá đi chị ơi. Rồi quần em mặc đâu? Quần đâu? Quần đâu? Đưa chủ yếu từ 29 đến 30. Chị Hoa ơi đưa cho em cái quần đây. Áo đá nhiều mẫu lắm. Đây quần sóc em đang mặc các chị này, nó là quần sóc nhung các chị nhá, sóc nhung. Sóc nhung mã này các chị lên cho em là áo gió đang mặc nó sẽ là bên trong lót lông cừu chị ơi. Sau 6 cân mà XL rộng á. Khách hàng em vẫn mặc bình thường mà chị. Nói chung là sau 6 6 7 cân vẫn bon che được cho em. Nói chung là tùy chiều cao cân nặng nữa chị ạ, tùy từng chiều cao cân nặng mọi người. Đó các chị comment cho là quần này là quần sock 286. Đấy. Sock 286 và cộng số điện thoại cho em ạ. Sock 286 và cộng số điện thoại. Em tặng các chị luôn con này 200.000 một quần. Được chưa? Em xả luôn các chị quần này 200.000, phong các chị tầm ở dưới 60 cân đổ về ấy chiều nhá. Dưới 60 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đó, dưới 60 cân. 60 62 cân cùng lắm đến 62 cân quần này cho em ạ. Em xả các chị luôn ạ 200. Đấy, em xả các chị luôn ạ 200.000 các chị nhìn hàng này. Mã này các chị comment là sock 286 ạ, cộng số điện thoại ạ. Nghỉ một hôm nay xin thế. Sock 286 cho em. Đó 56 hiện tại đang còn sẵn hai màu chị ơi. Em đang còn sẵn hai màu còn quần các chị này. Đó là quần sock nhung nhá các chị yêu nhá. Quần sock nhung em tặng các chị luôn ạ 200.000. Đấy, 200.000 ạ, sock 286 ạ. Sao lỡ em còn. Sao lỡ em còn. Đấy, sock 286 ạ. Sóc có size các chị 46-47 cân đổ lên. Đến tầm khoảng là 60-62 cân đổ về. Đến là 60-62 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Sóc 286 và kèm số điện thoại ạ. Đây ạ. Cái mẫu này thì đấy. Em lại được khen em sướng rồi chị ạ. Thế được hay là sướng rồi. May nhận được 3 đơn hàng liền. Em cảm ơn chị nhá. Ở đây các chị comment cho là mã đá 89. Ủa cái đá 89 hôm nay khách chốt dã man luôn. Còn nhiều chị ơi. Đá 89 ạ. Thôi bắt đầu đi đằng sau. Có like không chị? Có em ơi. Có nhá. Nhưng mà còn lẻ size thôi. Số 2 em gió thì 52 cân. Ok có size vừa. Hôm nay khách chốt mã này nhiều dã man luôn này. Nhưng mà còn ít đúng không? Rồi còn ít thì lên nhanh nhanh nhá. Mã này lên nhanh nhanh này, qua qua thôi. Đấy, mã này lên qua qua thôi. Các chị comment là đá gì nhỉ? Đá 89 đúng không? Em thấy hôm nay đá này các chị nào chốt đơn cũng kèm theo một cái. Đấy, chị nào chốt đơn cũng kèm theo một cái luôn. Các chị comment là đá 89 ạ, kèm số điện thoại ạ. 42-43 cân đến tầm 65 cân đổ về. Đấy, quần sóc em đang sale 200, quần sóc 286. Sóc 286 sale 200. Còn áo này em tặng các chị luôn ạ, 180. Giá 180.000 các chị comment cho em là đá 89 các chị nhá, MLXL 3 size. MLXL 3 size các chị comment là đá 89 và kèm số điện thoại các chị này. À, đẹp dã man luôn. Đá sáng long lanh luôn. Đá sáng long lanh luôn ạ. Mua từ hôm nọ đến giờ mất khoảng 4 triệu rồi. Ok luôn, nói chung là miễn sao mình mặc đẹp với lại giá cả nó cũng phải chăng đúng không chị? Áo dây em mặc có bán là chị, áo dây em mặc là 95.000. Còn áo đá em mặc là 180.000 à? Em hứa luôn áo này bên ngoài nếu mà người ta bán các chị tầm 250-28. Đấy chứ ạ, 250-28 em tặng các chị 180.000 bằng giá khách sỉ đang nhập vào. Đấy chứ ạ, bằng giá khách sỉ đang nhập vào. Tại vì hàng này em chạy số lượng các chị nhá. Đá 89 ạ, 44-45 cân ý, 43 cân đổ lên. 43 cân đến tầm 65 cân, 66 cân đổ về chỗ đơn hàng ạ. Chị Yến Hương ơi, có quần nhung dài không? Em có chị nhá, có quần nhung dài các chị này. Mẫu này mà bác nào mặc ở trong áo vest, áo da, áo dạ các kiểu luôn, đẹp kỳ luôn ạ.
Rồi nhận là hàng Nhật Loan đơn nào cũng ok. Cảm ơn chị gái nhá. Bạn này các chị comment là đá 89 ạ. Đá 89 ạ. Các chị nhìn cho em đá pha màu này. Đá pha màu đẹp thực sự luôn ý. Đấy, cái phần thân của nó sẽ là cốt tông nhá các chị nhá. Phần thân cốt tông này. Cái phần tay của nó sẽ là gen. Đấy chứ ạ, gen của nó sẽ pha và đính đá cho em như này ạ. Đá 89 ạ. Bác nào chưa chốt được nhanh tay cho em với ạ. Em về em like đúng một like mà gần như hết sạch. Đấy, mỗi này còn ít ạ. Rồi chị Nguyễn Loan ạ, Vũ Thị Nhàn ok chốt đơn hàng ạ. Sao chị Mỹ đang vào đặt hàng khó quá. Rồi áo dây áo dép bông. Rồi ok chị ạ. Lan Vũ Hương Lan rồi ạ. Chị Hoàng Thị Luật có ạ. Chị Hà Trang chốt ạ. Nguyễn Thị Phương ạ. Đá 89 cộng số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Lan có rồi. Chị Định Nguyễn có ạ. Chị Mạnh Than ok chốt đơn hàng ạ. Đá 89 là cộng số điện thoại cho em rồi ạ. Áo dây mặc bên trong là mã. Cứ chị comment là áo dây thôi. Áo dây cho em ạ 95.000 ạ. Sao ấy chị. Áo dây 95.000 một áo. Đâu chị ơi, bốc lại của em cái áo hai dây xem nào. Để chỗ nào ấy nhỉ? Áo dây mặc là 95.000 nó có cả đen với trắng. Còn đá em mặc là đá 89 ạ. Công nhận là hàng rất đẹp, cảm ơn chị yêu. Áo hai dây mày bốc màu được nào. Đây các chị này. Đó đấy. Mày ăn trộm hết. Còn sau 286 hết hàng chị ơi. Sau 286 hết hàng bây giờ. Huyền ơi, Huyền ra Huyền bốc của chị những cái quần sóc ở bên ngoài kìa. Hôm nay bọn nó phân mẫu rồi. Phân mẫu rồi kìa. Sợ lắm nhà mình chắc mình nghỉ buổi phân mẫu rồi bây giờ. Đây chấm bi luôn nhá. Chấm bi của mã 86 này. Rồi đá 89 nhá các chị ơi. Đá 89 kèm số điện thoại ạ. Chị Nga Lê Kim Tuyến Hà Lâm ạ. Nhìn bông chút đơn hàng. Ngày mai các chị cứ làm cho em vài chiếc. Nếu mà chị nào mà hợp gu áo đá như em thì các chị ngày nào, đa số là ngày nào có đơn. Vì nhà, ngày em thích nhà ngày nào cũng về mẫu mới. Ngày em ngày nào cũng về mẫu mới luôn. Đó, đá 89 các chị nhá. Quần sóc dai có chị ơi. Huyền ơi, sao chị Huyền Bình để không? Cái áo Burberry màu kem sau còn size M, về size M chưa? Đá 89 có 3 size, MLXL các chị nhá. MLXL 3 size ạ. Tiếp theo mẫu đá các chị có mấy là đá 86 ạ, chấm bi nhá. Chị nào thích chấm bi các chị lên mẫu này cho em ạ. Có quần vải dày không vậy ạ? À? Quần vải dày em có chị ơi. Quần em mặc là 200.000 một cái em sale. Đó. Mở Huyền Bình đây. Đấy chị à khoác len đi, lên khoác len đã. Đó khoác len mới về thêm kìa. Bán lên đang hỏi đấy hả? Đúng rồi. Bà đang hỏi sao Burberry về mờ đâu đúng không? Có về ở đây còn đúng một cái. Còn đúng một cái. Em lên khoác len nữa nhá. Hàng đẹp mỗi tội khó buồn. Không có gì khó chị ạ, chị cứ lên số điện thoại cho em ạ. Comment đúng số và các chị nghe máy là chốt đơn bình thường thôi chị, có gì khó đâu. Ngày nào nghe vẫn chốt đơn. Giờ đến giờ này vẫn nhân viên vẫn đang gọi chốt đơn à. Cái áo sau mà thay lỡ chị sáu, chị lấy màu gì? Đây, màu bê đây. Cái này gọi là đẹp hết nước chấm luôn. Đen như đỏ. Ôi rồi, ôi nó phê. Nó bẩn lê tê phê đúng các chị ơi. Để chị ạ, lê tê phê luôn chưa các chị ạ? Nhìn hàng cho em nhá. Gió 56 còn, chị Phan Diện, chị lên số điện thoại đi. Cái này các chị lên cho em là gì? Lấy nhiều lọc à? Không, mẫu này mẫu mới này, xịn chưa? Các bác nhìn hàng cho em nhá. Để chạy lên mẫu này cho em là gì? Gì đây, gì đấy các bác ơi. Mã mờ bao nhiêu đây ạ? Các chị comment là khoác len cao cấp nhé chị nhá. Khoác len cao cấp ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Khoác len cao cấp đi. Mẫu này là của nó là 560 này. 560.000. Chia sẻ live stream cho em với ạ. Mẫu này nhá. Riêng mẫu này hôm nay ạ, lấy về chỉ gọi là để chiên khách hàng một mẫu. Đấy, chiên khách hàng cho khách hàng một mẫu này ạ. Mã hàng cho em là tri ân cộng số điện thoại ạ. Đấy, tri ân và cộng số điện thoại cho em ạ. Giá thị trường bán bao nhiêu hiện tại bây giờ em không cần biết nhá chị nhá. Hiện tại bao nhiêu em không cần biết. Em tặng khách hàng mẫu này tri ân các chị luôn ạ. 350.000. Đấy chị ạ. 350.000 đồng một áo. Em hứa luôn các chị này, hàng loại một nhá chị nhá. Ok chưa ạ? Chuẩn hàng loại 1 luôn các chị này. Mẫu em mặc là của nó là màu nâu. Màu thứ hai của nó là màu B các chị ơi, màu B cho em ạ. Màu thứ ba là tông màu đỏ. Màu thứ tư của nó sẽ là tông màu đen trắng như này ạ. Màu thứ là tông màu đen trắng ạ. 350.000 hàng loại 1 ạ. Phong các chị dưới 65 cân đổ về. Tri ân ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Em hứa luôn nhá, không bán hàng này hàng loại 2 các chị luôn. Đấy chứ ạ, đã chọn các chị những cái mẫu tri ân là em phải lên hàng đẹp luôn.
Thế chắc em phải lên hàng đẹp luôn ạ. Tri ân và kèm số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. 350.000. Hàng 560. Thế chắc hàng 560.000 ạ. Em tặng cách ngày hôm nay là 350.000. Lên ạ, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Dưới 65 cân em chốt nha các chị yêu nhá. Dưới 65 cân chốt đơn hàng ạ. Tri ân cộng số điện thoại cho em. Các chị chọn luôn màu nhá. Thì mẫu này em có được săn được ít thôi. Em săn được ít cho các chị yêu nhá. 350. Trời ơi, đỏ cho em này. Để chạm màu đỏ cho em các chị nhìn hàng này. 350.000. Đó, lên ạ, mã hàng kèm số điện thoại các chị chốt đơn ạ. 350. Áo cổ đá đi em ạ, đợi em tí chị ơi. Đợi em tí em lên tiếp bộ cổ đá sau. Bây giờ em lên các chị khoác len luôn nhá. Mãi mãi tri ân cho em. 350 áo. Em hứa luôn các chị nhìn cho em một con khoác len ép này. Chị sò đẹp nhất mét luôn ạ. 350.000 có xứng đáng. Các chị cứ thử về xem chất len cho em nhá các chị nhá. Về cứ xem chất len cho em ạ. 350. Đấy chị ạ, hàng này trước của nó là hàng 600 à 500 mấy nhỉ? 560 à? 560.000. Bây giờ tặng các chị luôn ạ, 350. Đó, 350. 65 cân ạ. Mua đẹp hơn trước tại vì giá này em vượt được sale chị ơi. Giá này em vượt được sale chứ còn em thề luôn ạ, giá này ngoại trường không có. Đúng như hàng mác này luôn ạ, ngoại trường không bao giờ có. Em dám đảm bảo luôn các chị nhá. Em dám đảm bảo luôn ạ, 500. À quên, 350 luôn. Ok chị ạ, 350 luôn các chị nhìn một con khoác lên ép này. Mã hàng trên là tri ân ạ, kèm số điện thoại đen màu be nhá chị nhá. Màu nâu, màu be, màu đen, màu đỏ. Nâu be đen đỏ và kèm số điện thoại ạ. Đây màu be đây ạ. Nâu be đen đỏ cách số điện thoại cho em. Chị nào nhanh tay mình có đơn. Để chị ạ, 350.000. Đấy, 40-65 cân 40 cân đến 65 cân chốt đơn hàng ạ, 350. Xịn lắm các chị ạ, cầm cái áo len nó nặng tay. Đấy, cầm áo len nó nặng tay luôn ạ. Em tặng khách 350 nhá. Chị Khoa Học có ạ, Nguyễn Hằng ok này. Bình Vũ ạ, Trần Thủy ạ. Đợi em tiêm lên áo đá luôn. Đây màu đỏ cho em nhá. Đỏ ạ, kiểu đỏ cam ấy. Đỏ cam, đỏ đậm đậm, không phải đỏ chót được chót đâu các chị ạ. Thanh Luân Nguyễn rồi ạ. Áo đá em mặc là mã. Mã bao nhiêu nhỉ? Đá 89 đúng không? Đá em mặc bên trong là đá 89. Len xịn chiên. Các chị có phải là mã tri ân thôi. Em hứa luôn ấy. Hàng đẹp lắm các chị ạ. Chất len ép, cầm này các chị ạ. Cầm cái áo nó chiếu tay luôn mà hàng này trước là 560. Bây giờ em tặng các chị luôn ạ, 350. 350. Các chị nhìn trên cái, từ cái khóa của nó này. Để chặn từ cái khóa của nó trở đi luôn ạ. Len ép cho em này, khoác len xịn cho các chị luôn ạ, 350 một cái. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị Vũ 9 ạ. Chị Măm Măm mà gió 56 này. 731 ok chị Anh Mai, chị cứ lên là mã hàng 731 thì em vẫn đang sale, còn bao nhiêu cái thì em bây giờ là còn bao nhiêu cái thì em xả nốt thôi. Đấy, khoác lên màu đen trắng các chị này, đen trắng cho em mẫu này ạ. À. Chị ân màu be rồi ok, chị nào chốt đỏ lên đỏ cho em nhé. Mỗi màu có 10 cái thôi. Mỗi màu có 10 cái không có nhiều đâu ạ. 200.000. Chị Thủy Phạm ạ, à, ngày mai các chị hỏi chốt sau không còn hàng đâu ấy. Chốt sau không còn hàng ạ. À. Xuân Hoa có ạ, à. Chị Đặng Phùng chốt đơn hàng dồn đơn này. Chị ân và kèm cho màu số điện thoại cho em, đây màu đen trắng này. Dưới 65 cân cho em chị ơi. Thoải mái các chị em mình dưới 65 cân nhá. Có túi cho em ạ, túi chéo. Có túi chéo chéo cho em ạ. Mã hàng cho em ạ, tri ân và cộng số điện thoại ạ. Tri ân và cộng số điện thoại cho em. 350 ạ. Bác ca em lên rồi chị ơi. Bác ca lên rồi, qua mẫu này. Một lên một mã quần. Người đẹp bán quần áo cũng đẹp, cảm ơn chị ạ. Đây chấm bi này. Chấm bi cho em mẫu này ạ. Lên chấm bi cho em. Quên cầm điện thoại đâu rồi. Nhà mình còn quần dung nhung dài của mã nào nhỉ? Mã nào có đủ size nhỉ? Quy 87 là quần nào nhỉ? Quần với Chanel, cả cái Chanel bé bé tí. Ờ, đưa lấy hộ chị với. Lấy hộ chị cái. Quyền đứng dậy lấy hộ chị cái, Quyền ơi. Nói con nuôi ăn quát bây giờ. Chấm vi đây ạ.
Mã tri ân đến số điện thoại nhá, chị Mai Phương ơi. Mai Phương comment cho em xin số điện thoại của chị nhá. Đây chị này, mã áo áo chấm bi. Chấm bi này bán bao tiền nhỉ? Mã 68, 86 ấy chị ơi. Đá 86 ấy chị này. Bao nhiêu? Áo này đấy, các chị có vẻ đá 86 các chị yêu nhá. Đá 86 và cộng số điện thoại cho em. Các chị lấy mẫu này dồn đơn luôn này. U mì giày Hà Quảng Châu nhà em còn, nhưng mà bây giờ là em chưa tìm thấy ở chỗ nào luôn chị Thủy Đăng ạ. Em chưa tìm thấy ở chỗ nào luôn ấy. Tí nữa chị nhá. Mã này các chị comment trên là đá 86 ạ, đá 86. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Từ 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị lên cho em ạ, đá 86 và cộng số điện thoại ạ. 169.000 một áo. Để chạm 169.000 đồng, chị nào không thích cổ cao các chị lấy mẫu này cổ thấp cho em, đá pha màu với chị nhá. Cái phần cổ là cổ gen, thân của nó sẽ là phân thân dưới hạn, thân lưới hai lớp. Đấy. Em có quần mà chị ỉ, có hôm thì em chuyên bán nguyên quần, hôm thì bán nguyên áo. Đấy. Sao bán toàn áo không không có quần, lấy gì mặc với áo đẹp. Em vẫn đang bán quần đấy chị ơi. Mã này các chị coi là đá 86 đúng không? Đá 86 169.000. Để chạm 169.000 đồng ạ, 3 size MLXL. 3 size MLXL các chị đem mã này cho em này. Mã này em đang về bù thêm các chị ạ. Đá 86 như em đang về bù thêm. Các chị đem mã hàng kèm số điện thoại ạ. Mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Đỗ Thị Liên à, ngày trước ra xong rồi một lần sao. Chị có comment đúng số không? Q3 nhà em còn lẻ sai chị ạ. Chị Vũ Thị Nhạn chốt đơn hàng ạ. Chị Cúc Cúc em thấy mặc gì cũng đẹp à? Rồi ok chị luôn. Mã này đá 86 các chị nhá. MLXL 3 size thành cái đá nó sáng chị ạ. Cái đá nó sáng lắm. Mặc lên line thì nói chung là những cái hàng đá rẻ thì mặc lên line nó đá nó màu nó bị xỉn. Nó không bao giờ được long lanh như này luôn. Đấy các chị này, đá pha màu các chị nhá. Đá pha màu cho em ạ. Đá 86 ạ, kèm số điện thoại chị nào thích chấm bi các chị lấy mẫu này cho em ạ. Gen tay cho em này. Để chạm gen tay rất là đẹp luôn các chị nhá. Đá 86 ạ, chị Nguyễn Lan có ạ. Khoác lên chị em màu be, ok chị Bí Thị Huệ này. Đây, có con nước ở đây này. Rồi chị ơi, chị Mai Lê comment em là đá 86 chị ơi. Comment chấm bi nha, em có nhiều mẫu chấm bi lắm. Em có nhiều mẫu. Chị Kim Liên rồi ok chị luôn ạ. Chị Trần Thị Mì chốt đơn hàng ạ. Đá 86 ạ, chị Kim Tuyến là 90-85 à. Nếu mà các chị nhớ mà hôm trước thì các chị cứ comment mãi. Tại vì áo đá nha em có mã hết. Áo đá nha em đều có mã hàng hết. Chị Lê Tuyết Mai có đá 86 này, 89 này. Chị Kim Tuyến có áo đá 6 này. Đá 86 kèm số điện thoại nhá. Áo phông tay dài á. Phông tay dài là thế nào nhỉ? Đá 86. Đó chị Bùi Chiến này, Cúc Cúc này, chị Măm Măm này, Nguyễn Tuyết Khang này, Mai Lê ạ, nó là chấm bi mà đá 86 chị nhá. Comment là chuẩn cái mã hàng cho em với là các chị có đơn. Đây chị này, tất cả của nó là hàng áo đá Hoàng Quảng Châu. Thì chạm đá Hoàng Quảng Châu các chị nhìn cho em ạ, xịn đét luôn ạ. Xịn đét luôn. Cái này nó đều có một cái túi của hãng đi kèm ấy, tại vì hàng này của nó toàn bộ hàng hãng. Thì chạm nó đều là túi hàng hãng như này luôn, nó sẽ có một cái túi xách tay các chị này. Xịn sò luôn ạ, 169.000 ạ. Mã hàng áo em là cả đá 86. Đá 91 thì mình còn hàng không chị ơi? Xem em đá 91 ở chỗ nào vậy? Huyền ơi, cái mã đá 38 thì mình còn không nhở? Em nhìn xem hồi chị xem nào, hình như là có hai mã chị lấy số lượng nhiều đấy. Có hai mã lấy số lượng nhiều vì nó đẹp lắm. Ừ, lấy cho chị mấy mẫu đấy đi. Đây này, cái mẫu này xinh này. Cái mẫu mẫu 92 này. Đó, may quá, nó còn hàng đây này. Ờ, rồi, ok. 56 cân bộ này vừa không? Bao nhiêu anh? 56. 56 cân đấy, XL. Men 57. XL. Rồi đá 86 các chị ơi, các chị nhìn chị cho em cái họa tiết nhá. Chị Trần Thị Mì ok chốt áo 2 dây màu đen này. Chị Hải Nam ạ. Chị Bình Lê chốt đơn hàng ạ. Đá 86 cộng số điện thoại ạ. Em qua mẫu đào đá tiếp theo ạ. Qua mẫu đá tiếp theo này. Quần sóc nhung chị nhá. Lên cho em một mã quần sóc nhung ở dưới nền này, xem còn size gì đây. Tiếp theo đá 90 đi. Đây cái chị này. Hàng này em không cần lên mà các chị vẫn cứ chốt. Đúng không ạ? Hàng này em không cần mặc lên mà các chị vẫn chốt đơn bình thường đây ạ. Còn thô lốc thì mình còn không nhỉ? Đây mẫu đá 90 đây ạ. Gọi là điên đảo với ngày hôm nay luôn. Đá 90 kèm số điện thoại ạ. Đá 90 cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Đây các chị này.
cái mẫu này lúc nãy các chị từ đầu live em lên là các chị đã hỏi rồi. Em ơi còn áo đá 90 không này? Cứ em ơi còn áo đá 90 không? Cái này còn nguyên LX rồi. Bởi vì mặc lên các chị đi cho em hàng này, cực kỳ là đẹp luôn nhé các chị nhá, đá sáng này. Đơn hàng chốt lúc sáng là đi đơn rồi chị ạ, kể cả lúc chiều tối hôm nay nhà em cũng đi đơn rồi. Nhà em toàn bộ đi trong ngày hết ạ. Chị ơi, nhà em hết mã 635 rồi chị nhá. Mã này các chị comment là đá 90 ạ. Đá 90 và kèm số điện thoại nhé các chị yêu. 180.000. Em bảo rồi ạ, giá bên ngoài em không cần biết. Em chỉ biết bán các chị đến tay khách hàng, các chị được mua giá rẻ và hàng đẹp các chị nhá. Đá 90 cho em ạ, 180.000. Phong các chị yêu, nhà mình từ khoảng là 42, 43 cân đến tầm khoảng là 65, 66 cân đổ về. Để chạm MLXL3 sao các chị ạ. 180 ạ. Các chị nhìn cho em cái tay áo của nó này, tay áo này, cái phần cổ cho em ạ, ren các chị ơi, mặc không dặm, không ngứa một tí nào luôn. Áo đá nhà Loan rất đẹp, cảm ơn chị Nguyễn Phúc ạ. Nói chung em cho các chị, em không bán hàng xưởng, tại vì hàng xưởng nó rất là dễ bong đá luôn. Nó không như hàng Quảng Châu, nó không như hàng đá hàng Quảng Châu luôn các chị nhỉ, đá nó sáng lắm. Lên like các chị này, những cái hàng đá rẻ nhá, mặc lên nhá, không bao giờ được sáng, mà nó đẹp như này luôn. Đá toàn bộ cho em mà đá pha màu, đá 90 cộng số điện thoại ạ, 3 size MLXL. 3 size MLXL, các chị lên ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ, dưới 65-66 cân các chị chốt đơn ạ. Dưới 65-66 cân các chị chốt đơn hàng. Mã này mà chị nào mà hay mặc áo vest ấy, hay mặc áo vest ấy, đẹp thực sự luôn. Đấy, các chị nhìn cho em ạ, để cái phần cổ cho em này. Cái phần cổ của nó nhá, từng cái hoa của nó này, nó đính đá này. Đấy chị ạ, từng cái hoa nó đính đá luôn. Rất là sang luôn cái phần này, ren cho em nhé, cái phần này phần ren nhé. Tất cả ren cho em như này. Và đính đá. Sáng dã man luôn các chị ạ. Mã này các chị có mày là đá 90 nhá, MLXL3 size. 180.000 một áo. Để chạm 180.000 đồng mã hàng cho là đá 90 cộng số điện thoại ạ. Đá 90 cộng số điện thoại cho em. Cái đấy LX à? Không phải xem nữa. LX cho không nhỏ. Đây ạ, một quần sóc nhung đây, tiếp các chị một mã nữa nhá. Các chị comment cho là sóc 261 ạ. Các chị comment là sóc 261 cộng số điện thoại cho em mẫu này. Các chị nhìn quần sóc này. Cái này mẫu này em cũng tặng các chị nốt giá 200. Hồi trước em đang bán là 250 đúng không? Hôm nay xả các chị luôn 200.000. Các chị comment là mã này là sóc 261 kèm số điện thoại. Chưa có G13 màu trắng đâu chị An Phan ơi. Chị Ngô Hồng có, Trần Thị Mì có, chị Hải Nam chốt đơn hàng ạ. Mã áo mà đã 90, các chị nhìn xem con quần sóc này. Để chị nhìn họa tiết cho em nhá. Cực đẹp luôn đúng không ạ? Hôm trước đang vẫn đang là 249.000 đồng, 245 ấy. Ngày hôm nay xả các chị là 200.000 nhưng mà còn size LXL thôi. Các chị tầm 50 cân đến 60 cân đổ về nhá. 50 cân đến 55 cân các chị mặc cho em size L. Còn dưới 60 cân các chị mặc cho em size XL ạ. 2 size cho em mẫu này ạ. Các chị lên đơn hàng kia là sock 261 ạ. Sock 261 nó cũng giống cái form quần em đang mặc các chị này. Nó khác cho em là cái họa tiết một chút. Đó, khác họa tiết một chút cho em các chị nhìn này. Đẹp lắm các chị ơi. Quần này em bán được rất là nhiều. Sock nhung cho em hàng loại 1 đây ạ các chị này. LXL 2 size các chị có mày là sock 261 các chị nhá. Sock 261 ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Lên nào đá tiếp thì ok chị luôn. Rồi đá mặc là đá 90 chị ơi. Mã này đầu like các chị đã hỏi rồi. Đấy, mã em còn là sóc này em còn là 2 à đâu, đây đây mẫu này. Ơ, đây mẫu này. Sóc 261 ạ. Đấy. Pet thì em vẫn đang rep tin nhắn chị ạ. Đang vẫn đang rep tin nhắn tại vì nó quá tải đơn ấy chị ơi, nó quá tải tin nhắn luôn ấy. Cái này còn tầm khoảng là 7-8 cái ấy chị ơi, sóc 261 em còn tầm 7-8 cái. Rồi, đá 90. Em nhầm đá 09 mà lại nhầm thành 09. Đá 90. Sóc 261 tại chị Hồ Ly ạ, Duyên Hoàng này. Thư Võ chốt đơn hàng ạ. Sóc 261 các chị nhá, em còn tầm 7-8 cái thôi. Em tặng các chị nốt 200.000 cho nó gọn mẫu. Tặng các chị nốt 200.000 cho nó gọn mẫu. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ chất của nó hàng loại 1 nó mềm luôn các chị này. Nó mềm nó đẹp như này luôn này, xả 200.000 là êm tê luôn các chị, em không được các chị một lời một đồng nào luôn ấy. Hôm trước vẫn đang bán các chị 245.000. Cái giá này là giá em xả lỗ rồi. Nhớ chưa, giá xả lỗ rồi ạ. Sóc 261 còn bao nhiêu cái chốt nốt nhá. Còn tầm chục cái này, 7-8 cái chục cái gì đấy. Sóc 261 cộng số điện thoại cho em ạ. Đá 90, áo khoác nhung á, khoác nhung là mình còn hàng. Một mẫu áo đá cổ cao luôn nhá. Mã này đá 92 cho em cổ cao này, chị đóng thích cổ cho các chị chuyển sang mẫu cổ cao này cho em. Đá 90 ok chị Khuất Thị Hạnh ạ, chị Vũ Thị Yên này. Ê, ở ngoài kia còn sóc nhung nào nữa không nhờ?
không có mã nào còn nhiều bốc đây chị cái. Chị Hoa, chị Hoa lấy cho em bộ áo gió đi. Gió nó còn màu cam với màu đen này. Gió, gió tàu nhá, lấy các chị mẫu gió tàu em sản với các chị mẫu gió tàu ấy luôn. Còn size gì thì size gì. Đây các chị này. Gió hàng Quảng Châu các chị nhá. Gió hàng Quảng Châu luôn các chị này. Mã này có mà size M với size L. Được chưa ạ? Mã này là M bao nhiêu ấy nhỉ? Em đến mờ bao nhiêu nhỉ? Đến đây xem có cái con mờ mà để trồi hẳn ra ấy. Đó là con mờ cuối cùng. Con mờ trồi hẳn xuống cái hàng lai ấy. Trồi dưới ấy, dưới chân ấy. 25. Đấy, bây giờ lên mờ 26. Mã này là M26 chứ chị yêu nhá. Tổ trạng một con gió hàng Quảng Châu các chị lên ạ. Mã M26 cộng số điện thoại cho em ạ. Một con gió, một con áo gió của chất này là chất kaki ướt. Để chạm chất này của nó sẽ là chất kaki ướt. Các chị lên đơn hàng cho là M26 kèm số điện thoại ạ. Các chị nhìn này. Được chưa? Em có hai size là size M với size L. Em sản luôn các chị 100 ạ. 50.000. Ok chưa ạ? 150.000 đồng ạ. Lấy kèm đơn các chị ơi nhá. Ha, ML 2 size. Phong các chị đến tầm khoảng 58 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân 58 cân. Các chị lên đơn hàng cho em là M26. Đúng không chị ơi? M26 đúng không? 150, 150 một cái. Em đang có hai màu các chị nhá, màu đen đến màu cam. Đây mới cam đào các chị này, hàng Quảng Châu cho em các chị ơi, đẹp nhất nách luôn ạ. ML 2 size, 40 cân, 58 cân, dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Các chị này, bên dưới của nó sẽ có là kiểu là bo gấu, các chị rút cái dây cho em ạ. Để chị ạ, M26 ạ, 150.000. Chị nào nhanh tay mình có đơn. Mẫu này em sale gọn mẫu ạ. Đấy, mẫu này là em sale gọn mẫu, cắt mẫu luôn ạ. M26 cho em màu cam các chị này, cam của nó sẽ là màu cam đào. Đấy, màu cam đào cho em một con gió chất kaki ướt các chị yêu nhá, chất kaki ướt cho em. Đấy, hàng Quảng Châu nhá. Hàng này trước của nó là hàng 28. Bây giờ em sạc các chị luôn 100 mấy 150 nhá. 150 một cái. Một nửa tiền luôn như này. Ok chưa ạ? Rẻ hơn một nửa tiền luôn các chị nhìn cho em ạ. Chất kaki ướt cho em ạ. M20 mấy đấy nhở? M26 đúng không ạ? M26 ạ. M26 kèm số điện thoại ạ. Chị Dâu Hồng có ạ, chị Hà Lâm chốt đơn hàng ạ. M26 đen với cam nhá. Cam ở cam đào cam đậm hơn đấy. Chị Phùng Viên ok này, chị Đoàn Thị Hiệp có đơn ạ. M26 cách số điện thoại ạ. 150.000 đồng. Hàng Quảng Châu ạ, xịn đét luôn như này. Ok chị ạ, hàng Quảng Châu xịn đét luôn như này. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. M26 ạ. Đẹp lắm này các chị ơi. Được chị ạ, xịn đét luôn cái màu của nó ạ. M26 ạ. Chị Nhạc Loan trên số điện thoại với chị ơi. Đen và cam. Đấy, chị Trang Bùi có ạ. Chị Đỗ Thị Thời có đơn hàng. Đá bên trong em mặc là 180.000 là đá 90 chị ơi. Đá bên trong em mặc là đá 90. 180 ạ. Cái đen hôm trước em đặt là cái nào em? Comment luôn mã hôm nay đi. Tại vì nó còn có mấy cái lúc nãy nhân viên soạn ra nó còn sót lại thôi chứ không còn đâu. Đấy, cũng không còn ý. 60 cân là nói chung là tùy chiều cao chị ạ. 60 cân tùy chiều cao. Em hứa luôn mẫu này của nó hàng Quảng Châu ấy, đẹp lắm. Đấy, lấy cái ở trên kia cả trắng với màu gì kìa. Hôm nay cái huyền nó bốc ra ở chỗ nào ấy nhỉ? Mã M26, màu đen đến màu cam. Đen với cam đào các chị yêu nhá. Đen và cam đào. M26 cộng số điện thoại ạ. Đá chấm bi em còn. Đá chấm bi còn. Đấy, màu đen với lại tông màu cam các chị nhá. Đen cam hai màu ạ. M26 kèm số điện thoại ạ. Đây mỗi là đá 92. Mãi lên cho là đá 92 cách số điện thoại ạ. Cái gió à quên, cái mã M26 đó là hai lớp nhá, nhưng mà lớp bên trong của nó sẽ là lót lụa chứ không phải lót lông đâu. Áo đá 92 bán bao nhiêu tiền nha mọi người nhỉ? Đá 92 đây. Ê, chị lên mã này là mã đá 92 ạ, kèm số điện thoại cho em. Đấy, cũng là MLXL3 size ạ. MLXL3 size, con này là cổ cao các chị yêu nhá. Cổ cao cho em ạ. Cái phần này nó hơi hở ren các chị này. Phần này phần ren hở cho em ạ. Đá 92 ạ. Cách số điện thoại ạ. Đá 92 cách số điện thoại cho em. 175.000 một áo. MLXL3 size ạ. MLXL3 size ạ. Đá 92 kèm số điện thoại cho em ạ. Còn mẫu quần sóc nào nữa không nhỉ?
Ơ sao này này. Đâu, đây xem nào. Đây, có cái mẫu và túi hồng hồng ấy để chỗ nào ấy nhỉ? Áo ấy mặc là đá 92 chị ơi. Đá 92 là 175.000 ạ. Thì chạm 175.000 đồng một áo. Xong các chị cũng tầm dưới 65 cân đổ về nhá. Dưới 65 66 cân đổ về chốt đơn ạ. 44 45 cân đổ lên ạ. 44 45 cân đến 65 66 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 92 cộng số điện thoại cho em. Đá ạ chị này. Đẹp sáng dã man luôn. Mẫu này cổ cao cho em nhá. Để chạm mẫu này cổ cao ạ. Đá 92 kèm số điện thoại ạ. Rồi nhận được bộ dây bộ đẹp lắm, dày dặn, em cảm ơn chị ạ. 29 này. Nâu này. Cái này là đa số là còn đen, nâu còn ít này. Đây cái mẫu sóc nhưng mà các chị cũng chọn trên được cái tay vừa. Để chọn trên được tay vừa. Mã này các chị comment là sóc à. Sóc 856 các chị nhá. Sóc 856 và kèm số điện thoại ạ. Để chọn sóc 856 kèm số điện thoại cho em ạ. Sale các chị luôn 200.000 cái. Đấy, sale 200.000 một quần sóc như này ạ. Form các chị tầm là 58 cân đổ về nhá. 58 à dưới 60 cân, 27 28 29. Dưới 60 cân đổ về chốt đơn hàng các chị comment cho là sóc 856 á. 27 28 29 3 size, sóc 856 cộng số điện thoại ạ. Chị xíu xíu nếu mà nhà em gọi điện chốt đơn là gửi đơn rồi chị ạ. Cứ gọi điện chốt đơn là em gửi đơn rồi. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là sóc 2 à sóc 856 200. Để cho em xả luôn 200.000. Em có màu nâu nhưng mà còn sót mấy chiếc màu nâu các chị nhá. Còn sót mấy chiếc màu nâu như này thôi ạ. Hai chiếc hay sao. Còn sót hai cái màu nâu thôi ạ. Sót hai cái màu nâu. Mã sóc 856 ạ. 200.000 một cái. Chị Nguyễn Hương lấy số điện thoại chị ơi. Nâu còn hai chiếc và còn như màu đen các chị nhá. Các chị nhìn hàng xem ạ. Toàn bộ của hàng còn trâu các chị này. Đẹp lắm. Theo 200 sóc 856 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Còn quay 2829 size 28, 29, size 27 em còn sót 1-2 chiếc ạ. 45 cân đến 60 cân đổ về. 45 cân đến tầm 60 cân đổ về ạ. Sóc 856 cộng số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Sóc 856 cộng số điện thoại em các chị chốt đơn hàng ạ. 200.000 một cái. Đấy. 200.000 một cái. Các bạn nhìn chất cho em này. Phê tít luôn các chị nhá. Bên trong lót này. Đấy, bên trong lót này cho em này. Ok chưa? Sóc 856 á. Quần chị đang mặc là mã 286 em ơi, sóc 286. Còn quần vừa dơ lên là mã 856. Chị Bảy Thương lên cho em xin mã hàng chị ơi. Lên cho em xin mã hàng với. Áo em mặc là đá 92. Nhiệt hộp em tặng cho mỗi chị yêu thì mình hôm nay có đơn hàng kèm thêm một cái như này, 1-2 chiếc nhá. Không biết là còn bao nhiêu cái nữa. Các chị comment hộ em là nhiệt này hôm trước bán bao tiền đây mọi người ơi, 145 đúng không? Hôm em tặng các chị kèm đơn luôn ạ, 119.000 một áo nhá các chị nhá. Áo nhiệt hộp trên mã 913. Các chị comment là nhiệt 913 kèm số điện thoại ạ. Ok chưa ạ, nhiệt 913 kèm số điện thoại trên một con áo nhiệt hộp các chị này. Màu này của em sẽ gọi là màu da các chị nhá. Màu da này, màu xanh này. Và tông màu này là màu gì? Màu này là em gọi là màu nâu các chị nhá, nâu sáng. Để chạm màu nâu sáng cho em ạ. Màu nâu này, màu da và tông màu xanh. 3 màu cho em ạ. 119.000 một áo. Ok chạm 119.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đấy. Mã chấm bi được em một tí em lên sau nhá. Các chị comment là nhiệt 913. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn các chị này. Nhiệt 913 cộng số điện thoại ạ. Thị trường vẫn đang bán các chị trên 200 nhá. Bây giờ em sạc các chị 119.000. 119.000 đồng một áo giữ nhiệt cho em. Nhiệt cho em thử mặc cho các chị xem luôn ạ. Nhiệt 913 không còn nhiều đâu ạ. Em còn ít một thôi. Nhiệt 913. Cái này cho chị nào ngày mai có đơn hàng nhá. Kèm đơn nhá. Giảm lỗ 119.000 đấy. Đây ạ, nhiệt 913. 119.000. Em mặc đây là màu da các chị nhá. Màu này màu da cho em ạ. Nhiệt 913 dưới 65 cân em chốt đơn. Đó là áo giữ nhiệt hộp các chị này, màu xanh đây. Đấy, màu xanh em giờ các chị xem của nó luôn này. Đẹp lắm nhưng bây giờ em còn sót ít một thôi. Đấy, em còn sót một ít. Các chị nhìn cho màu xanh, các chị làm luôn cả 3 cái 3 màu luôn. Làm luôn cả 3 chiếc 3 màu.
bây giờ nó rẻ thực sự luôn ý. Đấy, trước của nó toàn bộ hơn 200.000 là giá thị trường đang bán các chị nhá. Màu xanh này, màu dao với tông màu nâu. Nâu của nó sẽ là nâu sáng như này. Đấy chứ ạ, nâu của nó sẽ là tông màu nâu sáng các chị luôn. Màu kiểu màu xám xám ấy. Đấy, ba màu như này luôn các chị nhá. Da này, nâu này và màu xanh. Da nâu xanh ạ, 913 và áo nhiệt cho em ạ, 119.000 một áo. 119.000 đồng một áo ạ. Lên ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Nhiệt 913 các chị nhá. Rồi qua mẫu luôn ạ. 119.000. Đẹp lắm các chị, để trước bán nhiều. Kia kìa, ở trong kia có cái mã mà cổ tim ấy, cổ tim tím. Sách của em luôn, cái túi này bạn tặng các chị luôn, vài chục nghìn cái cho hết hàng. Đây, những cái mã này là về sau cùng thì nó còn này. Đây là nhiệt cổ tim nhé các chị nhá. Nhiệt cổ tim, cái này em còn hồng với lại gì đây? Hồng với lại là màu này là màu gì? Màu nâu đúng không? Hồng với nâu này. Xem chị bóc của em xem dưới còn màu gì không? Hồng với nâu, cái này là nhiệt cổ tim nhá. Các chị có này nhiệt 02 ạ. Đúng không? Đúng rồi, mã nhiệt 002 này. Nhiệt 002 cho em ạ. Còn hai màu ạ, 99.000 đồng một áo. 99.000 đồng các chị comment là nhiệt 002 và kèm số điện thoại ạ. Ok chưa ạ, nhiệt 002 kèm số điện thoại. Đây là màu hồng cho em nhé, màu hồng này. Và tông màu nâu, hai màu đúng không chị? Hồng với nâu ạ, cái này tặng kèm đơn nhé, 99.000 đồng một áo. Ok chưa ạ, 99.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Nhiệt mã này là nhiệt 002 ạ. Còn mấy thùng giữ nhiệt kia xem nào. Quên rồi ơi, hộ chị xem mấy thùng giữ nhiệt kia đi. Chị bán 913 đi. 913 bán rồi. 002 bán chưa? Đây này, rồi 002 con này thì gọi là ngày mai hết trong vòng nốt nhạc luôn ý. Đây này. Con này hôm trước là về sau cùng thì nó vẫn còn sót lại một ít này. Mã nhiệt 002 cho em nhá, cổ tim. 99.000 đồng ạ. Các chị ơi, màu hồng này. Màu hồng cho em các chị yêu nhá, nhiệt 002 ạ, cộng số điện thoại ạ, dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ, nhiệt 002 màu hồng và nhiệt 002 màu nâu nhá các chị nhá. Mã hàng 002 ạ, 100.000 cái. Em bán vừa tặng luôn đấy, tại vì mới nãy em còn sót mỗi thứ một ít thôi. Mỗi thứ một ít các chị ơi, nó là nhiệt hộp. 100.000 một cái. Các chị đã mua ngoài 180 các chị yêu. Đang mua giá thị trường này 180.000 thì em tặng các chị luôn 100.000 cái cho máu luôn ạ, 100.000 một cái. Giữ nhiệt cho em nhá, cổ tim. Nhiệt cổ tim cho em ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân nhá, 100.000 một cái được không ạ, 100.000 một cái này. Em ơi thề luôn, hàng nó đẹp như này mà. Nhiệt hộp ạ, 100.000 một cái. Nhiệt 002 cộng số điện thoại ạ. Với đây chị mượn điện thoại nào. Nhiệt 002 và cộng số điện thoại cho em ạ, 100.000 ạ. Hồng với nâu các chị cứ lấy cho em cả hai chiếc đi. Ngày mai chị nào mà được chốt mã này các chị cứ lấy cho em cả hai chiếc. Đấy, khách hàng kèm đơn luôn phải không? Đang ngủ thấy xem like. Đấy, đang ngủ cái thấy đang like phải bật dậy chốt đơn luôn đấy. Tôi chẳng phát triển tiền. Đấy nhiệt 0022. 002 đây chị đang like này em ơi, ở cái trong túi kìa. Đây đây 02 đây. 02 cái kìa, chỗ chữ hoa đang lấy kìa. Đây nhiệt 002 này. Hồng với lại là màu nâu các chị nhá. Hồng với nâu cho em ạ, nhiệt 002 kèm số điện thoại ạ. Nào cho chị xin một mã Paka đi. À một mã nhiệt đi. Nhiệt gì nữa người ơi. 021 vẫn còn đủ 2 này. 021 đi, 021 đi. 021 vẫn 119 này. Ở chỗ nào? Đây đây. Còn đen bên này xanh không ạ? Nhiệt 002 nhá các chị nhá các chị. Nếu mà chị đây này em thử cho chị xem cái màu nâu của cái chị này. Đấy hai màu là cái hai màu em bán được nhiều nhất luôn ý. Nó có ba màu mà. Này cái mã nhiệt 002 mặc lên đẹp thật. Mấy mã này trước bán gọi là dã man rồi.
Để chỗ bù hàng không kịp cái mã này luôn. Yêu mẹ, áo kiệt đi vùi vào này. Tao đi tha cái mày. Không, có một thùng thôi, chị còn ít đấy. Huyền đứng dậy tìm bộ chị Hoa đi. Xem bộ chị cái, xem nó còn những cái màu gì. Đây màu nâu quá chị này. Đó màu nâu cho em. Chị nào không thích cổ cao, chị mặc cho em cái cổ thấp này. Cổ tim nhé các chị yêu nhá. Nhiệt 002 ạ, màu nâu, kèm số điện thoại ạ. Em bảo là hai màu này màu nào cũng đẹp luôn, dễ mặc lắm các chị ạ. Đó, dễ mặc cực kỳ luôn ạ. Nhiệt 002 trên màu nâu và kèm số điện thoại ạ. Em mấy màu? Còn hai màu. Thường thùng quần áo xong rồi để được mùi chú bóng lên cái dưới đáy. Mai rồi mở hết. Không biết đứa nào cạn. Bây giờ để chỗ nào thì bây giờ chị đổ ra đi. Đổ ra cho em bên trong lót của nó này. Nhiệt trận nó dày dặn, nó ấm lắm các chị ạ. Nhiệt 002 nhá các chị nhá. Màu hồng với màu nâu hai màu. Hồng với nâu hai màu các chị ơi, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Hồng của nó là kiểu hồng phấn ấy. Chị ạ, hồng của nó kiểu màu hồng phấn ấy. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. 002 mã áo nhiệt ạ. Diễn vạn, diễn vạn. Rồi, qua các chị một mẫu nhiệt nữa nhỉ. Nhiệt, nhiệt là 021 đúng không? Nhiệt 021 còn 2 màu đấy. Nhiệt 021 em còn là 2 màu các chị này. Mã này nhiệt 021 cũng là cổ cao các chị nhá. Em có xanh với đen, để chạm màu xanh màu đen ạ. Em bán tặng các chị nốt này. 119.000 đồng. Để chạm 119.000 đồng một áo. Lên xem mã nhiệt 021 kèm số điện thoại ạ. Để chạm đen với xanh các chị nhá, hai màu cho em ạ. Đen xanh ạ, 119.000 đồng. Cái này là kèm đơn hàng, ngày mai chị nào chúc nguyên giữ nhật là xin phép các chị là em sẽ không đi đơn đâu. Ngày mai chị nào có đơn hàng là các chị lấy kèm thêm áo nhiệt thì em sẽ đi đơn. Đấy, kèm 021 cho em màu đen các chị này, đen với xanh. Đen với xanh cho em hai màu ạ, 119.000 đồng các chị ơi. Vẫn đang bán là hôm trước là 145.000 đúng không? 145 lên sản các chị đốt 119.000 đồng ạ. 119.000 đồng một áo ạ. Lên mã hàng cho em là nhiệt 021 cộng số điện thoại ạ. Xanh mới lại là màu đen. Đó, nhiệt 021 màu xanh và nhiệt 021 trên màu đen ạ. 119.000 ạ. Áo dây 95 em còn chị ơi, dây 95.000 em còn. Mỗi này các chị có phải là nhiệt 021 cộng số điện thoại cho em ạ. 119.000 nốt các chị yêu nhá. Em còn xanh với đen hai màu ạ. Nói chung là mỗi màu em còn 5-6 cái thôi. Mỗi màu còn 5-6 cái ạ. 119.000 đồng ạ. Lên ạ, mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 021 màu xanh và 021 trên màu đen. Đấy, 021 màu xanh và 021 trên màu đen ạ. Em bảo rồi, thị trường vẫn đang bán các chị 190-200.000 ạ. 190-200.000 ngày hôm em tặng các chị luôn 119.000 đồng cho nó gọn mẫu nhá. Còn mỗi màu, à quên, mỗi thứ em còn tầm 5-6 cái thôi. Mỗi thứ còn 5-6 cái, ngày mai chị đào chốt được bình hoa nỉ cho em ạ. 119.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. 119, xanh mới lại đen. Đấy, màu xanh và nhiệt 119 màu đen. Xanh này, xanh bên ngoài đậm hơn một chút nhá. Đây màu đen cho em ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn này, những cái dòng này các chị mặc có dễ này. Đấy, nó không đính đá mà chỉ là gen thôi. Chỉ là gen cho em ạ, 119.000 đồng ạ. Các chị lên đơn ạ, mã hàng cộng số điện thoại ạ. Lên đơn, lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo một áo đá này. Chấm bi được em một tí nhá. Đây là mình còn mẫu chấm bi nào không nhở? Con mẫu hình như mình chưa lên. Con mẫu không lấy về hàng nhưng mà chưa lên. Ở ngoài gần gần chỗ kia đấy. Đá chấm bi. Ừ. Có màu xanh, màu đen, hai màu em ơi. Cái màu gì? Tiếp theo mẫu này áo đá này, này. Đá này mã là đá 93 các chị nhá. Đá 93 cộng số điện thoại cho em ạ. À. Đá 93 kèm số điện thoại ạ. À. Đơn cọc nhiều đấy. Đá 93 kèm số điện thoại đây phải không? Đơn của em xong hết rồi. Đá 93. Đây các bác rồi. Mấy giờ rồi em nhỉ?
em mấy giờ lên? Nghỉ thôi em. Ba tiếng nhá, buổi tối cứ làm nó chỉ cần 3 tiếng nhá. 7 rưỡi lên thì 10 rưỡi nghỉ. 8 giờ lên thì 11 giờ, cứ 3 tiếng thôi. Ok. Cứ 3 tiếng mà diễn. Con mày có sợ ma không? Ngủ đây này. Nó ngủ đây này. Có đứa nào ngủ cùng nó không? Con này có vẻ là thích. Alo, chị ơi, chị quên nó rồi. Cái mọc ngay ở mồm. Áo em mặc đây là mã đà 93 các chị nhá. Đà 93 này bán. Ôi này, chảy máu quá luôn này. Lấy cho em cái giấy lau phát. Chảy máu ấy. Có cái giấy gấu trúc. Rồi ạ, món này các chị có mày là đá 93 kèm số điện thoại cho em ạ. Đá 93 175.000 một áo các chị nhá. Bán luôn các chị 170 đi. 170.000 chị ơi. Em bán các chị 170.000 con này. Được chưa? Đá 93 cộng số điện thoại ạ. 42-43 cân đến 65 cân các chị nhá. 42-43 cân đến 65 cân đổ về chỗ đơn hàng. Các chị có mày là đá 90. À quên. À, đá này là đá 93 các chị ơi. Đá 93 cho em ạ. Đá 93 kèm số điện thoại cho em 170.000. 170.000 ạ. Các chị nhìn cho em hàng. Đá rất là đẹp luôn các chị nhá. Đá 93. Các chị lấy thêm mẫu này. Mẫu này mới về thêm các chị ơi. Mẫu này mới về thêm ạ. 170 ạ. 170 và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Thôi. Đấy, mụn biết là mặc linh tinh như này. Đấy, khổ thế đấy. Bộ cao cấp để từ từ ấy chị ơi. Chị Nông Thủy ok nhiệt, được không? 21 đen của cao. Đà 93 ok chị Hương Bóp và chị Ngô Hồng và chị Thân ok chúc đơn hàng ạ. Mỗi này các chị ơi, mỗi này, riêng mỗi này lệ phế ít chị nhá. Đà 93 cho em ạ, không các chị cứ tầm khoảng là dưới 65 cân đổ về chúc đơn ạ. Ngọn tiết cho em ạ, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đá 93 kèm số điện thoại ạ. Đấy, đá 93 và kèm số điện thoại cho em ạ. 170.000 một áo. 170 các chị yêu nhá, 170.000. Các chị lên đơn hàng cho là đá 93 và kèm số điện thoại cho em. Bình Nguyễn ạ, Hoàng Thắm ạ, Hương Bốc chúc đơn hàng ạ. MLXL3 size ạ. Đẹp quá chị này, toàn bộ của nó là hàng hãng các chị yêu nhá. Hàng đá hãng luôn. Đá đỉnh rất là chắc luôn các chị ạ. Đá đỉnh rất là chắc luôn ạ. Đá 93 cộng số điện thoại các chị chốt đơn ạ. Đấy, đá 93 cộng số điện thoại cho em ạ. Cổ thấp á. Rồi ok để em tí lên cổ thấp ạ. Chị Nguyễn Hiền có đợi chốt đơn hàng đá 93 này. Cổ cao. Để chạm gen, nó sẽ là gen 2 lớp các chị nhá. Gen 2 lớp ạ. Chị Trần Hoa lên số điện thoại giúp em với chị ơi. Trần Hoa lên số điện thoại cho em với ạ. Đá 93 cách số điện thoại ạ. Áo khoác nào chị ơi? Khoác nào ạ? Đá 93 cho em ạ. Chị Hà đang ok chút đá 93. Trần Hoa lên số điện thoại chị ơi. Lên bộ Quảng Châu. Đi em say cao à. Để từ từ đã chị ơi. Để từ từ đã. Bộ nhung ở chỗ kia. Ôi còn nhiều cái linh tinh lắm ý. Nốt bạn này đi. Mỗi này còn không? Đá 85 này. Rồi lên bộ 85 này. Đá 85 cho em mỗi này nhá các chị nhá. Mã ai mẫu đá 85 cho em ạ, cổ thấp đây các chị này. Đá 85 cổ thấp mẫu này cho em ạ. Đá 85 mà kèm số điện thoại ạ. Đây là mẫu đá 85. 635 em hết hàng chị ơi. Đây đá cổ thấp thì chị Hương Nguyễn này chốt luôn mẫu này nhá. Đây đá cổ thấp đây. Cổ thấp là cổ tim cho em ạ. Món này các chị comment cho em là đá 85 ạ. Con này bán bao tiền chị ơi? Đá 85 180.000. 180.000 ạ. Để chạm 180.000 các chị comment là đá 85 cách số điện thoại ạ.
Đấy, đá 85 kèm số điện thoại cho em 180.000 một áo các chị nhá, MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ, lên đơn hàng cho em ạ, đá 85 cộng số điện thoại ạ. Bò, có bò thủ không em? Có chị ơi, phác ra hôm nay bọn nó để một ít ở trên cái đống kìa. Tĩnh gia Thanh Hóa. Đá này chị có rồi à? Em không biết sao chảy nhiều máu thế. Đá 85 cho em nhé các chị yêu. 180.000. Đá này đẹp đúng không chị? Cái màu đá của nó lên sáng lắm. Đá pha màu của chị này. Đấy chứ ạ, đá pha màu cho em ạ. Mã này các chị comment là đá 85 cộng số điện thoại cho em. Đó, đá 85 và cộng số điện thoại cho em. 180.000 các chị yêu nhé, 180.000 đồng một áo. Không các chị dưới 6566 cân đổ về. Cái phần tay của nó sẽ là tay ren, để chạm ren lưới, còn cái phần thân nó sẽ là cốt tông. Phần thân của nó sẽ là pha cốt tông ạ. Lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy bộ B47 nữa chị ơi. Nên cho các chị một bộ B47 hôm nay về được đủ màu size rồi. B47 cái màu về được đủ màu size. Bây giờ lên bộ nhé chị yêu nhá. Đồ bộ luôn đi. Lên đồ bộ của cái mã B47 này. Có để ở ngoài này. B47 hôm trước là nó hết sạch size hay sao ấy. Đấy bây giờ lên đồ bộ với lại bộ nhung các bác nhá. Đỏ sau lưng còn lẻ size chị ơi, nó còn lẻ size lắm, còn có 1-2 chiếc lẻ size thôi. Đấy, 4 bon số là 4 màu thôi. Em lên đồ bộ nhá các chị nhá. Chị nào chưa chút được B47 hôm nay nhanh tay giúp em một có 6 là 656. 56. Đây chị này. Mã này các chị có mình là bộ B47 ạ. B47 em về đủ size. Được chưa? Về đủ size luôn các chị yêu nhìn hàng này. Đẹp sự luôn ạ. Không có bếp ui dáng dài chị ơi. Nên lại chuẩn mã hàng cho em là bộ B47 chị yêu nhá. Chị nào đã nhận được bộ B47 rồi ạ, cho em xin phản hồi. Và chị nào chưa nhận được hôm nay săn nhanh cho em với mẫu này. Em chỉ về được đúng mốc một lần đấy thôi ạ. Không có mấy đâu. Có một chục bộ rồi. Thôi chuẩn bị về nghỉ thôi. B47 hôm nay bán bao nhiêu tiền đấy chị? Bình thường các chị vẫn đang mua là 370.000 ý. Bộ này này. Bộ này các chị vẫn đang mua là 370 đúng không ạ? Em bảo vừa đợt này thì vật được nhiều cái gọi là ngon bổ rẻ luôn các chị yêu nhá. Vật được nhiều cái ngon bổ rẻ luôn ạ. Bộ này các chị comment là B47 ạ. Em mặc là màu đỏ nhá, LXL, 2XL. Chốt các chị 45 cân đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn. Toàn bộ của nó là chất U mì F. Đấy chạm, toàn bộ chất U mì F. Em mặc màu đỏ này, áo đỏ với là quần đen các chị nhá. Áo màu cam, quần màu đen các chị này. Áo màu xanh lá, quần màu đen. Và bộ màu xanh than nó sẽ là xanh than cả cây như này. B47 cho em ạ, ngày hôm nay nhá. Em bảo rồi ạ. Giá hôm trước em bỏ qua luôn các chị này. Giá hôm trước bỏ qua luôn. Chị nào ngày hôm nay ạ, mua một bộ sẽ là 329.000 đồng. Mua hai bộ thì em loan miễn phí ship. Phải không nhỉ? Ừ đúng rồi đấy. Đã rẻ là còn miễn ship. Đã rẻ là còn miễn ship luôn ạ. 329.000 đồng một bộ của nó là hàng của hãng Sini. Đấy chứ ạ, hàng của hãng Sini luôn ạ. Chất lượng gọi là tuyệt đỉnh luôn các chị nhá. 329.000 đồng một bộ. Nhanh tay mình có đơn hàng này vẫn còn. Hôm nay nó về được thêm bù được sai số rồi ạ. Bộ B47 chị ơi. B47 ạ. Hàng của nó các chị này. Toàn bộ của nó là hàng thời trang ạ. Hàng thương hiệu luôn các chị nhá. Toàn bộ hàng thời trang thương hiệu luôn ạ. B47 cho em ạ. 329.000 đồng một bộ. Hôm trước thì em vẫn bán 370.000 và không bị ship đâu. Nhưng ngày hôm nay chị nào mua hai bộ em miễn phí ship. Một bộ ngày hôm nay giảm các chị luôn là còn 329.000 đồng. 329.000 đồng một bộ ạ. Lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho em. Đây các chị này, chất lượng của nó đấy chị ơi, toàn bộ chất u mì, toàn bộ của nó chất u mì ép. Đằng sau này có phần nâng mông. Đó, đằng sau này sẽ có phần nâng mông luôn ạ. Phác ra hôm qua 350 còn không à? À còn chị ơi, phác ra 731 còn nhá. Phác ra 731 em còn. Đây các chị này, B47 cho em màu cam. Đợt trước cái bộ này em bán 370.000 còn cháy hàng không có hàng bán. Đợt trước còn không có hàng bán luôn, về bù không kịp ý. Màu vàng của nó là vàng pha than chị ạ, vàng pha than. Đây chị ơi, vàng pha than như này. Còn này em không có hàng trâu mẫu dâng ngoài luôn.
cứ về tí nào hết tí đấy, mà hôm nay còn bán rẻ, bán rẻ hơn mà lại còn được miễn ship nữa. Các chị mua trên 2 bộ nhé chị nhá, các chị mua trên 2 bộ được miễn phí ship. Rồi mình dinh 5 bộ B47 rồi, phê các bạn ạ. Bộ này thì không phải chê câu nào luôn chị ơi, bộ này không phải chê được câu nào luôn ý. Đây xanh than pha vàng các chị này, xanh than pha vàng cho em ạ, B47 cộng số điện thoại các chị yêu nhá. Chất nó đanh lắm ý, sờ nó mướt tay đấy chị ạ, sờ nó mướt tay luôn các chị này. Chuẩn của nó hàng hãng các chị luôn đấy chị ạ, toàn bộ hàng thời trang thương hiệu được đăng ký độc quyền luôn các chị ạ. Cam đây ạ, chị là hôm trước còn không có màu cam, hôm nay về được thêm màu cam, hôm nay về được thêm màu cam đấy. B47 ạ, kèm số điện thoại ạ, B47 và kèm số điện thoại cho em. Những cái bộ các chị mặc rất là dễ, tiện, trông mặc rất là sang luôn các chị nhá. B47 ạ, kèm số điện thoại ạ. Chị Lê Thị Kim Thanh cho em xin cái mã hàng chị ơi, B47 cho em. Tôi có màu cam này, áo màu nào thì cái viền quần màu đấy chị ạ, áo màu nào viền quần màu đấy ạ. 329.000 đồng chị ơi, ngày hôm nay được mua rẻ hơn rồi. Hôm trước khách hàng em đã đang phải mua giá 370, ngày hôm nay giảm xuống 329 ạ. Chị yêu nào mua 2 bộ nha em miễn phí ship nhá, mua 2 bộ riêng mã bộ B47 nha em miễn phí ship, khi mua mà trên 2 bộ. B55 á, B55 có nhưng mà bây giờ hiện tại em chưa nhận được sale chị ơi, vẫn đang ở giá cũ. Tiền á, đây em chốt của ai? Khuyên Hoàng. Đây này em xem này, xem có ai cọc thì lấy. Đấy chị Tuyết Mary cho em số điện thoại chị ơi. Còn bò thổ đen không chị à? Bò thổ đen chị hết hàng rồi em ơi. Chị Hương Phan có bộ B47, các chị coi là bộ B47 giúp em với. Sóc ra em còn không biết là để chỗ nào, từ ngày mai em báo nhân viên tìm hàng nhá. Tại vì nó đang để lẫn vào nhau rồi. Chị Bình Nguyễn chốt đơn hàng. Em mặc màu cam đấy các chị này. Chữ là chữ theo chị nhá, chữ là chữ theo cho em ạ. Đây màu xanh lá, xanh lá chỉ có pha một chút ở bên trên thôi. B55 của chị đợi lâu lắm rồi á, tại vì đợt này nó chưa có về đủ hàng ấy. Có mã này đấy chị này, có mã này đủ size này, mà mã này cũng bằng mã này được chất lượng nó cũng như thế mà nó lại rẻ hơn, hôm nay sale rẻ hơn. Hôm nay các chị cứ mua 2 bộ thì mình ship để cho ạ. Em trả gọn nốt hàng ấy. màu xanh lá các chị này, xanh lá cho em ạ. B47 màu xanh lá này, kèm số điện thoại cho em. Tuyết Mary ạ, chị Hiền Nguyễn ạ, chị Hồng Lương có đỏ cam này. Đây ạ, đơn vị cặp đấy. Có mã cốt mã vạch luôn ạ, chuẩn của nó hạng Sydney luôn các chị nhá. Size L nhỏ nhất ạ, 70 cân không vừa cho em, chốt dưới 65 cân thôi. Em chốt dưới 65 cân ạ. Chị lấy B47 rồi ạ. Ok chị. Đấy, các chị mua giá cũ các chị biết rồi, bây giờ em bán rẻ hơn mấy chục nghìn bộ rồi, và nếu mà các chị mua 2 bộ còn được miễn phí ship nữa. Đấy là giá gọi là ưu đãi hết sức có thể với khách hàng. Chị Mai Nga rồi ạ. Rồi chị Hoa Lê có đơn nào đây các chị này, màu xanh này. Áo màu xanh thì cái viền quần nó là màu xanh nhá. Em đang mặc cái quần của cái màu đỏ ấy. Thì áo màu xanh cái viền quần nó sẽ là màu xanh các chị này. Lên đơn hàng sẽ là bộ B47 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Đỏ khác mà cam khác chị nhá, không phải đỏ cam mà chị Thu Minh Nguyễn nhá. Đây các chị yêu này, chữ là chữ theo cho em ạ. Chữ của nó là chữ theo. Ơ, cho về mà không về à? Cho về mà vẫn cứ loanh quanh, vẫn chưa xong này em. Vẫn chưa bơi xong à? Chị Bùi Thủy ok chị ạ. Áo đá 85 với lại bộ B47 ok chị luôn. Chị Đào Hiền có gió 56 này. Lên bộ nhung đi. Nào chị ơi, tìm cho em bộ nhung nào. Lấy bộ nhung cho chị này em ơi. Đây xanh than này, xanh than của nó sẽ là quần xanh than nhá. Các mẫu khác thì quần màu đen, nhưng mà riêng cái mẫu xanh than thì áo màu xanh than, quần màu xanh than nó sẽ pha vàng như này. Đấy, màu xanh than, quần nó sẽ là màu xanh than như này các chị nhá. Màu xanh than cả cây luôn. Đấy, mua rồi vẫn muốn lấy thêm, tại vì chất lượng của nó quá đẹp rồi chị ạ. Đấy, chất lượng nó đẹp như này, giá của nó rẻ hơn ngoại trường. Nói chung các chị mua ngoại trường phải tầm 450.000 bộ. Phải tầm 450.000, các chị comment lại bộ B47 với chị nhá. B47 kèm số điện thoại à? 70 cân không vừa chị ơi, 70 cân không vừa được, em chốt dưới 65 cân thôi. Em chốt dưới 65 cân thôi ạ. Đó, B47 số điện thoại cho em. Ơ, cái điện thoại của chị bọn mày xem tiền để đâu rồi? Không, mai lên sớm nha em nhá. Cái gì nhờ? Thấy điện thoại của em để đâu không? Đây bộ nhung đây. Bộ nhung này các chị này.
Bộ nhung mã này là mã bao nhiêu đây? Bộ nhung này là mã bộ nhung nào? Bộ nhung 2 ạ. Đấy, chị nào đã nhận được bộ của em rồi, bộ đường 7, các chị cứ cho em xin phản hồi. Nói chung là khách hàng đã mua rồi lại muốn mua thêm thôi. Đã mua rồi lại muốn mua thêm những cái bộ như này này. Chất lượng nó đẹp, 329.000 đồng. Mà ngày đợt trước các chị mua giá là 300, nhà em đang bán là 370 đúng không ạ? Hôm nay xả các chị là 329. Mua hai bộ miễn ship cho các chị ơi nhá. Cho các chị gọi là thoải mái luôn. Chị Ngọc Khánh Nguyễn có tâm phạm ạ. Cu Minh Nguyễn Anh Đỗ chốt đơn ạ. Dung Nguyễn có đơn ạ. Em thử các chị xem cái màu xanh than của nó luôn nhá. Xanh than của nó lên cả cây nó đẹp lắm. Xanh than ở trước còn thiếu hàng các chị này. Như đợt này về thì em nhập được số lượng các chị ơi. Em nhập số lượng và em nhập được sale của công ty. Em nhập được sale của công ty luôn nên giá thành của nó sẽ là rẻ hơn một chút. Nhưng mà để mà bình thường giá thị trường cũng không có giảm đâu ạ. Bình thường ngoại trường không có giảm. Khoảng bao nhiêu đơn đấy? Đây các chị ơi, màu xanh than. Đây là xanh than đấy chị nhá. Đấy, chị có bộ xanh than rồi lên dáng mặc đẹp. Em thề luôn, nếu mà các chị bảo bộ này chị mua là 480 ai cũng tin luôn. Bộ này nó đẹp ngang cơ với hàng Quảng Châu cao cấp luôn đấy chị ạ. Đó, các chị ở 480-500 ạ. Ai cũng tin luôn. Đẹp lắm ấy các chị ạ, 329.000 đồng. Chẳng qua nhà em bán rẻ thôi, thị trường không có rẻ đâu chị ạ. Thị trường không có rẻ đâu, các chị nhìn trên màu than này. Đấy, than pha vàng các chị yêu nhá. Than pha vàng cho em ạ, B47 màu xanh than, cộng số điện thoại ạ, 65 cân có vừa cho em size 2XL. Đấy, mua bộ B47 rồi thích quá muốn mua thêm, em cảm ơn chị Thúy Hường nhá. Lên màu cho em ạ, B47 cộng số điện thoại ạ. Em còn ít thôi, nhưng mà vẫn đủ size đấy chị nhá. Cơ bản là mẫu size số của nó vẫn đều. Đây màu đỏ cho em ạ, màu xanh, à màu cam các chị này. Áo màu nào thì viền quần màu đấy. Để chị ạ, cứ áo màu nào thì viền quần màu đấy cho em ạ. Màu cam này, xanh lá, xanh than ạ. 4 màu các chị nhá, 4 màu cho em ạ. Thổ đen em hết rồi chị ơi. Thổ đen em hết hàng ạ. Các chị có xanh than cho em nhá. B47 ạ, kèm theo số điện thoại các chị chốt đơn. Đấy, form dáng nó lên nó đẹp như này các chị này. Đằng sau nó sẽ quần của nó sẽ có nâng mông các chị nhá. Làm cho cái mông của mình nó không bị sệ, tròn mông một kỳ luôn ạ. B47 màu xanh than ạ. Xanh than xanh lá, ok chị Phương Nguyễn này, chị Mai Lê rồi, ok chị đơn B47 các chị này. Toàn bộ là hàng thời trang thương hiệu luôn ạ. Bộ này là 329.000 đồng chị ơi, mua hai bộ miễn ship nhá. Mua hai bộ miễn phí ship. Tiếp theo em lên bộ nhung nhá. Bộ nhung này bộ nhung 2 phải không? Em lên bộ nhung các chị nhìn trên bộ nhung này. Đẹp quá thể luôn các chị ơi. Đấy, bộ nhung cho em. Cho các chị xem bộ nhung nhà em này. Đấy, bộ nhung này thị trường các chị đang mua mức giá trên 800. Đấy chị đang mua trên 800.000 một bộ các chị nhìn hàng này. Đấy, hàng Quảng Châu cho em nhá, các chị nhìn tem mác này. Đấy, lên xem là gì? Bộ nhung 2 đúng không? Ừ. Có mấy màu đây? Hai màu à? Hai màu đấy chị, em lấy chị. Nâu pha đen với nâu pha trắng đúng không? Ừ. Bộ nhung 2 SML 3 size. Nâu pha đen với nâu pha trắng. Form này các chị tầm 42 cân đến 60 cân. Dày thế chị lại. Đấy, bộ nhung 2 nhá các chị yêu nhá. Còn ít bộ nhung này. 75 cân thì không vừa. Ok các chị đổi màu thoải mái. Bộ này lên cho là bộ nhung 2 nhá các chị nhá. Em sẽ có là nâu pha đen với nâu pha trắng. Mấy hôm rồi các chị cứ hỏi cái bộ nhung này mà không lên được này, bận không lên được này. Nhung 3 là hết nhanh. Bộ nhung 2 cho em ạ. Các chị đang mua bên ngoài là giá là hơn 800 đúng không? Hơn 800.
Em tặng các chị luôn ạ. 400 bao nhiêu tiền? 39. Ngày hôm nay giảm các chị luôn ạ, 429.000. 429.000 đồng ạ. Chị nào nhìn tay có đâu, em còn sót tầm khoảng là 5-7 bộ thôi. 5-7 bộ gì đấy ạ. Lên đâu nào cho em ạ. Nói chung là chắc là vẫn đủ sai không? Tầm khoảng 8 bộ, 8-9 bộ rồi. Bộ nhung hai các chị nhá. Em sẽ có là nâu, nâu pha đen như này, nâu pha đen và nâu pha trắng ạ. Nâu pha đen và nâu pha trắng cho em ạ. 3 size SML, nói chung là vẫn đủ ti. Vẫn đủ vi, chị nào nhìn tay em tặng các chị luôn ạ. 429.000 ạ. 429.000 đồng một bộ nhung cho em ạ. Hàng hơn 800 bây giờ giảm các chị luôn ạ. 429 bằng một nửa tiền luôn các chị nhá. Hàng cao cấp các chị nhìn hàng. Các chị nào cho em ạ, đủ size SML. Ok chạy đủ size SML. Lên đơn hàng kèm số điện thoại. Thôi bán cho chị 429 nỗi. 429.000. Thật sự luôn, hôm trước về hết hàng. Cái này là hàng em về đợt sau rồi. Còn sót có mấy bộ. Cái này là khách sỉ bốc nhiều này. Thấy chưa? Khách sỉ bốc nhiều luôn ạ. 429.000 đồng một bộ. Bộ nhung nó đẹp, nó dày như này luôn các chị này. Bộ nhung đẹp với dày dặn luôn ạ. Bộ nhung 2. Lên số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn hàng ạ. Hàng Quảng Châu các chị được mua rẻ hơn cả hàng. Bộ nhung hàng Việt Nam này. Đấy, form dáng này, quần nó bo gấu cho em nhá. Quần bo gấu ạ, 429.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. 429 ạ. Ôi dù nó xem điện thoại của em nó để đâu rồi. Để đấy. Mấy chỗ rồi. Ôi 11 tờ rồi. Đấy 200 này. Hoàng Thị Khuyên cái đứa kia vào hỏi xong rồi cái. Rồi chị Trang Phan lại. Chị Hoa Hiền chốt đơn B47 này. Quảng Châu say to đi em. Ôi 800 được chứ là 860 này. 860 rồi sale các chị luôn ạ. Quần nỉ 723 còn chị Nguyễn Hà ơi. Thì bé 23 thì em lên rồi đấy ạ. Chị bộ nhung 2 rồi ok. Hai màu ấy chị nhá. Nó sẽ là cái nâu pha đen với nâu pha trắng. Đấy nó khác nhau cái viền. Ngày mai các chị chọn cho em ạ. Bảo nhân viên là đấy chị cái nâu pha đen hoặc nâu pha trắng. Đứng nào lấy một thang nhé. Đấy nâu pha trắng như này. Các chị ơi chữ của nó là chữ theo các chị nhá. Chữ là chữ theo ạ. Nâu pha đen và nâu pha trắng ạ. Lên đơn hàng cho em là bộ nhung ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. SML 3 size. Đấy SML 3 size. Lúc các chị chất nhung nó dày dặn như này luôn. Đó, chất nhung dày dặn này luôn các chị này. Bo gấu cho em các chị nhá. Bao gấu ạ. Hết phao da 635 rồi chị ơi. Phao da 635 không còn một cái nào chị ạ. Hết xanh xanh. Đấy, em bảo rồi, tầm giờ này nếu mà bán đắt hàng thì chỉ có một là sản lỗ, hai là bán hóa gốc thôi chị ạ. Tầm giờ này lời lãi đâu chị ơi. 429.000 đồng à. Hôm nay các chị được mua rẻ hơn giá bình thường các chị nhá. Hôm nay mua rẻ hơn giá bình thường. Cái quần này của cái áo đấy. Bây giờ nó bay nóc rồi. Mày cái gì? Cái quần này của cái áo. Tôi nhớ là nó của cái áo mà áo hoa có cái dây lên. Ừ đấy, là của cái đấy. Khuyên Hoàng đúng không? 200 đúng không? Chị con Thảo đẹp lắm nhé. Mà rất là gọn là. Bộ nhung 2, ok chị ạ. Nguyễn Thị Phương nhá, ok chị Chu Thị Hân này. Phạm Yến chốt đơn ạ. Mã hàng cho em là bộ nhung 2 kèm số điện thoại ạ. Chị Thắng Phương ok chốt đơn ạ. Chị Ngảnh ok chốt đơn ạ. Bộ nhung 2 ạ. Hôm trước đặt mã phao xả 10 chuyển khoản cọc vừa mới chưa thấy nhân viên có chốt đơn lại nhắn tin cho em xem nào chị. Sao chị cứ chuyển cọc trước làm gì nhở? Chuyển cọc xong chúng nó không biết. Sao nó biết được? Chị ơi em bảo chị này, lần sau chị đừng chuyển cọc trước nhá. Lúc nào mà chốt đơn thì các bạn nhân viên thì em gọi báo chuyển cọc. Khi mà đơn hàng của chị mà trên 600 hoặc trên 500 mà các chị chốt nguyên hàng sale ấy, lúc nào nhà em báo cọc tiền các chị ăn cọc tiền. Bây giờ chị cọc trước mà không thấy nhân viên em gọi là dở rồi. Đấy. Ví dụ như đến bây giờ chị cọc trước nhưng mà lúc đấy gọi đến tên chị là hết hàng, như thế có phải là mất việc không ạ? Đừng cọc tiền trước. Lúc nào nhân viên nhà em báo cọc thì hãy cọc tiền chị nhá. Chị Nguyễn Thị Phương gì? Phương gì kìa? Chị Quang Huy ok chốt đơn hàng ạ. Nâu pha đen, nâu pha trắng, nâu pha trắng đẹp chị ạ. Nâu pha trắng này kiểu trắng kiểu bé bé ấy. Chị cho em xin lại số điện thoại của chị cái. Không phải chị nhắn tin hoặc chị gọi thẳng vào số hotline của em với. Giờ cứ cọc tiền trước cái này thì nhà em không biết đường nào đâu chị ơi. Đấy. Các chị cứ cọc tiền trước thôi. Xả lỗ từ đầu rồi chị Bình Lê ạ.
khổ lắm, lúc nào cũng báo em xả lỗ. Nhưng riêng hôm nay thì em bán được gần như một cái mã nào em cũng bán xả lỗ hết, áo len ấy. Mai điện thoại cơ mà. Đấy, ngày mai gọi điện thoại cứ rung bần bật cho mà xem. Cái 635 nha, 439.000 xả xuống 369.000 phát, không có một cái nào. Không có một cái nào luôn ạ. À. Em bảo rồi ạ, à, đang bán là 400 mấy đúng không? 450, 440 ấy. Bây giờ xả xuống một phát hơn 300.000 đồng là khách nhặt, không có một cái nào luôn. Em mới bảo là nếu mà tầm giờ này mà bán được đắt hàng ấy thì có xả lỗ thôi. Cái hàng đấy nhá, chỉ cần đã báo phát cọc phát chuyển khoản luôn. Chuyển khoản luôn. Đấy, khách hàng không lăn tăn thế nào, tại vì giá bình thường mới so với giá ngoài các chị đã mua rẻ hơn rồi nhá. Xong là đến lúc mà nhà em sale một cái các chị cũng mua nhiều. Là hết hàng luôn, chị nào chậm tay là hết. Đây quần quần mì 723 đây các chị này. Bình thường nó gọi thì lâu nhưng mà tối nó gọi thì nhanh. Đây các chị này, mì 723 các chị ơi. Mì 723 xem còn nhiều. Nhiều, vẫn còn đủ số lượng. Rồi, đủ số lượng các chị chốt đơn nhá. Các chị lấy quần nỉ cho em này, các chị làm cả đôi luôn nhá. Nỉ 723 cộng số điện thoại cho em. À, chị Nguyễn Thị Phương ơi, cho em số điện thoại đi. Lên số điện thoại cho em. G13 G14 chưa biết lúc nào có hàng chị ơi, chưa biết lúc nào về hàng đâu. Còn hai con. Còn hai con của G14 chị có lấy không kìa? Màu nâu tây. G14 màu nâu tây. Quần 723 nhà em vẫn đủ size SML các chị nha. Đủ size SML. Đây nỉ là 723 đây ạ. Áo da 731 em còn. Chị Hiền Ngô Thị ơi, chị có lên áo da 731 kèm số điện thoại ạ. Này xem like thì em muộn quá. Vừa quần hả? Đây ạ, nỉ 721 đúng không? Nỉ 721 đấy. Rồi, à nỉ 723 à? 723 đúng không? Các chị comment là Q723 cho em ạ. Q723, đó là quần nỉ đấy chị nhá. Quần nỉ em đang có nỉ của nó là nỉ tăng. Nỉ 723, 139.000 đồng chị ơi, 139.000 đồng một quần. Chất này của nó sẽ là, không phải là hàng hai lớp, nhưng mà một lớp của nó rất là dày dặn luôn. Thoải mái ấm các chị ạ, thoải mái ấm. Theo cho em các chị này, theo cho em. Mã quần cho em là Q723 cộng số điện thoại ạ. Toàn bộ của nó là hàng tem 2 như này các chị nhá. Áo em mặc bao nhiêu? Chắc à, chất gì á? Cái phần thân là cốt tông chị ơi, phần thân là cốt tông. Còn cái phần tay của nó sẽ là tay ren lưới. Tay ren lưới cho em. Đá em mặc là mã đá bao nhiêu nhỏ? Đá 85 chị ơi, đá 85. G14 nâu tây 52 cân vừa chị ơi. Đấy mà là 85, quần em mặc là Q723 các chị nhá. Q723 cho là 139.000 đồng ạ. À. Phong các chị dưới 60 cân đổ về. Đấy, SML 3 size 45 cân đến 60 cân các chị này. 45 cân đến 60 cân đổ về chỗ đơn ạ. À. Q723 và kèm số điện thoại ạ. À. Q723 kèm số điện thoại ạ. À. Ui giời. Nhân viên nó về hết rồi chị ơi. Chị Ngân Đinh kìa. Chị đặt bộ bê màu xanh lá tồn đơn áo đá mã 90 cho chị, nhân viên vừa gọi chốt đơn em ơi. Nhưng mà giờ này các bạn cũng vì nghỉ rồi chị ơi. Áo da 731 là em xả là 350 đúng không? Da 731 em xả 350 chị ạ. Em xả 350. Đấy quần này nhung 2 dồn đơn ok. Bộ nhung 2 dồn đơn. Mã Q723. Nói chung là mẫu này em về thêm nhưng mà còn ít. Vẫn đủ size chị nhá, nhưng vẫn đủ size. Đấy, quần này của nó là quần kiểu dáng thể thao bo gấu. Giáo thể thao bò gấu ạ, Q723 SML các chị nhá, SML 3 size mặc ấm lắm luôn các chị ạ. Các chị nhìn hàng cho em này. Đấy, nhìn hàng cho em nhá, các chị nhìn cho em từ cái chun của nó trở đi này. Làm rất là đẹp luôn. Ok chị ạ, Q723 lên đơn hàng ạ. 139.000 ạ, hôm trước khách gọi là điện rung một bật luôn cái mẫu này. Thôi em nghỉ đã các chị ơi. Đấy, mặc 62 cân có chị ơi. Đấy, mặc 62 cân có. Áo đá 89 em còn chị Trang Phan nhá. Đá 89 em còn. Đá em mặc là đá 85. Đá 85 cho em 180.000 một áo ạ. Đá 85 cho em 180.000 một áo. Các chị có mày là đá 85 kèm số điện thoại ạ. Ngày mai báo nhân viên hộ em với cùng lúc đi đơn thì không dồn được đơn đâu. Sáng mai gọi điện báo hộ em với. Đây đá 85 em mặc đây. Đẹp này các chị này. Cổ tim các chị nhá, cổ tim cho em ạ, đá 85. Chị Hà Trang có, Phương Nguyễn có đơn hàng ạ. Q723 cộng số điện thoại cho em mẫu này. Còn áo đá em mặc là đá 85.
Đấy, áo đáy mặc là đạt 85 ạ. Sáng nay lúc chị xuống được mấy đêm? Trưa nay ta sang bắt đầu trưa ta hỏi về đến trưa là mấy đêm mà 5-8 đêm. Sáng nay hàng thiếu sai để mẫu dòng nguyên công đi tìm sai vẫn đang tìm nào. Cái này nó đã đá đá này. Em mặc size M chị ạ, em mặc size M. Không có đủ size mà lấy rồi. Lại nhặt các cái đồ. Nếu mà tối mà còn thừa chúng nó tăng ca mà dắt đi lại thì đỡ. Tối nay mà chị nhắc khoảng thêm 2 đêm nữa thì nó có đêm mà không qua rồi. Sau mai mỗi đứa khoảng tầm 3 tầm. Hạnh Nguyễn là ai ạ? Mai lên ngoại không em không chị ơi. Bận lắm. Mấy tháng nay không biết về ngoại là gì. Em bận lắm không thời gian về đi đợi. Chắc về nhà thôi. Sao đây có việc gì hả chị? Lấy cái gì thì cứ bảo nhân viên thì em một chốt đơn cho. Lấy cái gì cứ bảo nhân viên chốt đơn cho. Em không về nhà đâu. Bận lắm. 723 đá 85 nhung 2 dồn đơn ok chị Trần Dung. Trần Dung có số điện thoại đấy chị ơi. Chân váy len hoặc chân váy dạ không à? Có chị ơi. Chân váy len những con sót tí nào không nhỉ? Chân váy dạ nhưng có chân váy dạ xòe chị ạ. Chân váy len còn 2 cái. 723 2 cái dồn đơn ok chị luôn. Chị Phương Nguyễn có ạ. Cái quy 723 em đang về bù hàng ấy chị yêu nhá. Tại vì là lần trước em bị hết hàng ấy, lần sau là em đặt thêm. Nhưng còn các chị mua quần này ngoại trường có bèo nhẫm phải tầm 189. 189. Đấy, hoặc là hơn 200.000. Chất này nó đẹp chị ạ, hàng em đặt là hàng loại 1. Cái chất này của nó rất là êm luôn các chị nhá, sờ nó mềm tay. Sờ nó mềm tay ạ, toàn bộ hàng tay mai cho em như này. Các chị ạ, toàn bộ hàng tay mai và quần là quần thêu ấy chị nhá. Cái đằng sau của nó họa tiết thêu. Đó, đằng trước của nó luôn này. Các chị comment là quy ạ, quy 723. Đá 85 dồn đơn ok chị luôn ạ. Đá 85 cộng số điện thoại cho em mẫu này nhá, 180 ạ, 180.000. Đá nó đẹp sáng quá nhỉ chị. Đá pha màu chị ơi, đá pha màu cho em ạ. Đá 85 cộng số điện thoại cho em. Chân váy ren á, chân váy ren còn. Chị Trần Dung rồi ok chị đơn ạ. 723 ok chị Nguyễn Thị Phương. Comment một lần đúng số điện thoại cho em là được chị ạ. Comment chị dồn đơn mà lần trước chị comment số điện thoại là được rồi, không cần phải comment gì số điện thoại quá nhiều lần nữa chị ạ. Nó bị dạ báo trực tam chị nhá. Chấm đi. Thôi để mai lên. Hôm nay lên nhiều mẫu quá nhỉ. Lên nhiều mẫu quá chị phân vân. Thôi để mai em lên tiếp nhá. Đấy, lại cọc tiền đây này. Ừ, mấy đơn đợi cọc này. Cọc tiền, khách cọc tiền. Nhìn con bống này. Chả nhẽ đập cho nó cái. Nó ra đi khịnh khạng nó ngã phát vào cái thùng giấy. Bẹp hết cả cái thùng giấy. Ngồi trong cái thùng giấy này. Bộ Quảng Châu em còn thôi để mai em lên bộ sau nhá. Lên bộ sau. Nhiều bộ lắm, nhiều bộ lẻ lắm. Em thề luôn cái đá 85 này, cái đá nó sáng quá này. Mà mặc cũng bị rậm, ngứa một tí nào luôn. Nếu mà để mà cái hàng ren rẻ nhá, các chị mặc nó cứ rậm này. Nó có ren mặc lên thế nào nó rậm người thì đấy. Thôi các chị này, em thấy mặc từ lúc nãy giờ là không vấn đề gì luôn. Nó rất là mềm các chị yêu nhá. Được chưa? Nó rất là mềm luôn ạ. Đá 85 mẫu này cho em ạ. Em chỉ về đúng một lần thôi ý. Đó. Thôi hẹn các chị ạ. Ngày mai em lên tiếp nhá. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị yêu ngủ ngon nhá.